Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn. Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lỡ dở phẩm thập địa thứ 26, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Chư Phật tử, đây là lượt nói về Đại Bồ Tát Đệ Lục Hiện Tiền Địa. Bồ Tát an trụ nơi bậc này thường hiện làm thiện hóa thiên vương, việc làm tự tại, tất cả sự vấn nạn của hàng thanh văn không làm thối khuất được, có thể làm cho chúng sanh từ diệt ngã mạn thâm nhập duyên khởi. Tất cả công hạnh, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nhận đến chẳng rời niệm đầy đủ, nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lại nghĩ rằng, với tất cả chúng sanh tôi sẽ làm thượng thủ, là thắng, nhận đến bậc y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này nếu chuyên cần tinh tấn trong khoảng một niệm được trăm ngàn ức tam muội, nhận đến thị hiện trăm ngàn ức thân Phật, mỗi thân Phật thị hiện trăm ngàn ức Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực để thị hiện hơn đây, nhận đến trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng thể tính đếm được. Tới đây chắc là kết thúc cái đệ lục hiện tiền địa rồi đó. Cái phần trên mà hôm trước mình đã giảng xong đó, tất cả sự vấn nạn của hàng thanh văn không làm thối khuất được, có thể làm cho tất cả chúng sanh diệt ngã mạn thâm nhập duyên khởi. Thì hôm rồi mình cũng đã nói là các hàng thanh văn á, gọi là gì, cầu thỉnh là thưa hỏi thì nó đúng hơn là vấn nạn, tại vì khi đã chứng thánh quả A-la-hán rồi không còn có cái ngã. Không còn có ngã là không có chuyện hơn thua. Không còn chuyện hơn thua cho nên không có cái chuyện vấn nạn. Cho nên là dùng từ vấn nạn đối với các hàng thanh văn A-la-hán thì nó đúng là một sự xúc phạm rất là lớn. Tại sao lại có cái chữ này ở đây? Và ở đây nói là cái hàng lục địa hiện tiền địa Bồ Tát á, thì đủ sức làm cho chúng sanh diệt trừ cái ngã mạn của mình. Chứ không phải là hàng thanh văn nha, làm cho chúng sanh nè. Ở trên là thanh văn vấn nạn, cầu kế là làm cho tất cả chúng sanh là giống như mình vậy đó. Thì cái lực của một bậc giác ngộ đủ lớn để có thể nhiếp phục được cái ngã chấp của mình ngay khi mình đối diện, đây là một cái lực mà rất là lớn. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát mà tới cái tầng này trở về sau mà chúng ta gặp thì thiệt là cái phước chúng ta nó lớn lắm. Tại vì cái sức nhiếp phục. Cho nên tới đây mình mới hiểu tại sao là cứ một thời thuyết giảng của Đức Phật ngày xưa là có chứng quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, thậm chí A La Hán ngay trong buổi giảng đó. Mà không phải một người mà rất là nhiều người, không phải một cõi mà rất là nhiều cõi để chứng thánh. Đó là lực nhiếp phục, lực chuyển hóa, lực khai thị. Thì ở đây là Bồ Tát lục địa đã có cái lực nhiếp phục
cái ngã chấp của mình. Mình đang như thế nào đó mà bước vào đạo tràng, hoặc là gặp, hoặc là đối diện vị Bồ Tát này, là tự nhiên mình mất mình. Và khi mà mình mất mình thì mình không còn có chấp ngã, không có còn chấp pháp, không còn chấp gì. Gần như lúc đó mình bị giống bị quên hết, bị rỗng toét và chỉ có nhận pháp thôi. Như vậy là dứt trừ được ngã chấp khi đối diện với một bậc giác ngộ mà đủ cái lực để có thể nhiếp phục tà tâm tạp ý của mình. Ở đây ví dụ như mình vô đạo tràng bình thường thôi á, chúng ta chỉ cần quay phim ngược xuống đạo tràng, chúng ta biết cái vị đó có tu, cái vị giảng sư đó tu cỡ lực nào. Đây là một sự thật. Cho nên chỉ cần mình coi cái phim ảnh vị thầy đó giảng rất là hay, bà con vỗ tay rần rần ha. Nhưng mà quay là mình biết vị này không phải là người công phu mà chỉ là người kiến giải thôi. Khi họ có công phu, họ có định lực á, là thống nhất đại chúng theo cái tầng tâm của mình khi bước vào cái hội trường, thì gọi là lực nhiếp phục đủ lớn để cho cả đạo tràng đều được thanh tịnh lắng động để nghe pháp. Đó là lực, đó là lực. Kèm theo cái từ tâm, kèm gì gì tùm lum sau đó, nhưng muốn nói là cái lực nhiếp phục của tự tâm mình tới đâu thì khả năng nhiếp phục thính chúng tới đó, để làm cho thính chúng yên ổn, thanh tịnh, an lạc mà nhận đạo màu. Đó là lực. Cho nên ở đây là Bồ Tát lục địa có khả năng này, không phải là nhiếp phục những cái tà tâm tạp niệm nữa, mà ngăn dứt cái ngã chấp của mình luôn, diệt trừ cái ngã mạn. Có nghĩa là mình lúc đó mình thấy mình không có còn mình là gì, không còn là rôm là rác, mình không có còn là người đang ngồi nghe pháp nghe giảng gì nữa hết, mất luôn. Mình không kiếm mình ra ở đâu luôn. Trong khi mình công phu cả ngàn năm không được chuyện đó, mà gặp cỡ lục địa Bồ Tát trở lên là được á. Vì vậy mà người ta cần gặp những bậc giác ngộ, chứ gặp mấy bậc giác ngộ mà không có mấy vụ này gặp chi, vô ích đúng không? Nhiều khi mình rối rắm với những cái chuyện của riêng bản thân thì mình liền nghĩ tới một cái vị đức tôn đức nào đó và xin được gặp, xin lịch được gặp, kiểu gì cũng muốn gặp. Và cái hồi mà mình chuẩn bị mình gặp là mình chuẩn bị thưa hỏi đủ thứ chuyện ha. Cái gặp thầy cái ổng nghiêm mặt cái mình hết biết đường hỏi câu gì luôn. quên hết. Đó là lực nhiếp phục, không có nói câu gì hết á, mà mình cũng không hỏi được câu gì, mà mình tự động mình cảm giác là nó có cái gì yên yên thôi, khỏi hỏi đi, để mình thưởng thức cái yên cái an này, cái mình ngồi yên luôn. Ổng nói gì nói kệ ổng, làm kệ ổng, mình ngồi mình chơi. Trong khi ở nhà là chuẩn bị sắp xếp hết công chuyện rất là quan trọng, những câu hỏi mà phải nói là câu hỏi mà quyết định cuộc đời gì gì đó, chuẩn bị đủ thứ. Nhưng mà gặp rồi không được, không biết mình hỏi cái gì luôn nữa. Nó có một cái điều rất là lạ đó. Cho nên chúng ta nhớ lại cái đoạn sử mà khi mà vua Tịnh Phạn muốn mời Đức Phật trở về Hoàng Cung thì cử rất là nhiều đoàn, những cái vị quan đại thần uy tín rồi hắn là trung thành với vua Tịnh Phạn rồi là mới cử đi gặp tới đạo tràng, thấy Đức Phật một cái quên hết rồi, ngồi nghe Đức Phật giảng xong rồi cái là bạch Đức Thế Tôn, con muốn được gia nhập tăng đoàn. Cái Đức Phật Thiện Lai Tỳ Kheo đáp y quên hết mấy chuyện thỉnh, và rất là nhiều đoàn như vậy. Đó là lực nhiếp phục, luật chuyển hóa, quên hẳn chuyện cũ, tan mất luôn khi đối diện với những bậc giác ngộ. Chúng ta phải thấy được điều này. Cho nên mà đến trước những bậc giác ngộ mà mình còn ưu như kỹ, tức là mình không thay đổi gì, tâm mình vẫn nghĩ loạn, mình nghĩ đủ thứ chuyện á, thì thứ nhất là cái nghiệp mình nó rất là nặng, cái lực của vị kia cũng không có đủ sức để nhiếp phục cái nghiệp của mình, hiểu chưa? Thì tự động cho mình sẽ bị lăng tăng, rồi mình nghĩ ngợi thế này thế kia, mình đòi hỏi đủ thứ, mình hỏi thăm đủ thứ. Thì thứ nhất là cái nghiệp mình lớn, thứ hai là cái lực nhiếp phục vị kia nhỏ hơn cái nghiệp của mình, cho nên cái nghiệp mình lấn át để mình hỏi linh tinh. Đó thì như vậy là cỡ cái vị mà hiện tiền địa này rồi là hết rồi.
Quý vị gặp mấy vị này là mà đố quý vị có thể đặt câu hỏi được. Cái kiểu mà đây nói là sành diệt trừ được ngã mạn của mình luôn nữa, chứ không phải là những ý niệm lăng tăng lộn xộn bình thường. Và còn ngoài cái diệt trừ ngã mạn ra, còn cho mình thâm nhập duyên khởi, có là chứng được cái quả Bích Tri Phật, cái sự khai thị của hiện tiền địa này kinh khủng đến mức độ đó. Có khả năng chứng được Bích Tri Phật nếu là mình đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên mà được đối diện với một cái vị như thế này, và vị đó thấy khả năng chứng nhập được là khai thị để cho mình chứng nhập duyên khởi, có nghĩa là chứng Bích Tri Phật luôn đó. Và trong bốn cái hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hạnh, đồng sự thì cái này mình đã nói rồi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì mình cũng đã nói rồi. Không phải là nhớ tới Phật, niệm danh hiệu Phật. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Nhưng mà tới đây nó không có còn nhớ nghĩ đâu, mà là sống ở trong cảnh giới giác luôn, chứ không phải nhớ Phật. Không phải nhớ Phật là nhớ Phật Thích Ca hay là nhớ Phật Di Đà, không phải như vậy. Mà là tới cái tầng này, tại vì cái họ không đủ chuyên môn để họ nói, tại vì cái đoạn kết của lục địa này nó đã lên tới một cái tầng cao lắm rồi. Do đó mà gọi là chẳng rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật tức là giác. Niệm Pháp tức là thanh tịnh, niệm Tăng không phải là sự hòa hợp đâu đó nha. Ở tầng thấp thì nó là hòa hợp. Nhưng mà ở cái tầng này nó không còn là sự hòa hợp, không còn nhớ tới cái sự hòa hợp nữa, mà là gì? Là Pháp giới này là một, hiểu không? Không có hai ở nơi tâm của bậc giác ngộ. Tức là toàn Pháp giới này là toàn chân, không có cái thứ hai, không có thứ hai. Cho nên cái niệm Tăng ở đây nó không còn là sự hòa hợp thanh tịnh nữa, mà là Pháp giới này là nhất chân Pháp giới rồi. Thanh tịnh toàn triệt, giác ngộ toàn triệt, thanh tịnh toàn triệt, Pháp giới trở thành nhất chân Pháp giới toàn triệt, chứ không có cái thứ hai nữa, thì được gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ở một cái tầng, ở cái tầng cao này. Và đầy đủ nhất thiết trí. Đó thì như vậy là cái công hạnh của một vị Đại Bồ Tát lục địa này đã đầy đủ nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí luôn nữa, chứ không phải là nhất thiết trí. Có nghĩa là trí tuệ giác ngộ tận cùng của Đức Phật thì lục địa này đã chạm tới rồi, đã chạm tới rồi. Cho nên ngoài cái việc giác nè ha, rồi thanh tịnh nè ha, rồi bình đẳng nè, bình đẳng á, cái niệm Tăng có thể dùng cái từ là bình đẳng được á. Niệm Pháp có nghĩa là thiệu thanh tịnh, thì giác ngộ thanh tịnh và bình đẳng nó hiện ra nơi tâm của vị này. Và họ vị này cũng đạt được nhất thiết chủng trí. Ở chỗ gọi là nhất thiết trí trí, nhưng mà đây gọi là nhất thiết chủng trí, tức là chứng thành Phật quả mới đạt tới nhất thiết chủng trí, thưa quý vị. Như vị Bồ Tát này đã đủ tất cả những cái điều kiện để thành một vị Phật rồi, tức là tới lục địa là đủ điều kiện rồi. Bồ Tát này nghĩ rằng đối với tất cả chúng sanh, tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, nhận đến là bậc y chỉ của nhất thiết chủng trí. Tức là đối với chúng sanh đó, là thầy, là thượng thủ, đó là chuyện bình thường. Đây không phải ngã mạng, không còn mạng để ngã tức là chứng thánh rồi hết mạng để ngã, mà là thấy sự thật. Vì đối với cái công hạnh tu hành, đối với trí tuệ giác ngộ và đối với cái phước đức của một bậc thánh đã nhiều kiếp đi trong sanh tử cứu độ chúng sanh rồi, cho nên mình nhìn rất là rõ căn nghiệp của chúng sanh, hiểu không? Thấy rõ, biết rõ căn nghiệp chúng sanh và biết rõ cái phước báo trí tuệ và lòng từ của mình. Cho nên là phước báo trí tuệ và lòng từ của mình đủ sức để khai thị, đủ sức làm thầy chúng sanh, chứ không phải là một sự ngã mạn nha thưa quý vị, không phải là sự ngã mạn. Nếu mà tôi phải giảng lại về cái gì thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tôi sẽ nói cái này nhiều hơn. Ngoại đạo nó không hiểu, nó nói cái ông nhỏ xíu mà cà chớn ngã mạn, dám nói trên trời dưới trời ta là hơn hết, dám nói câu đó là người ta có đủ phước trí để người ta thấy tất cả căn nghiệp của ta, chúng sanh, khắp chúng sanh vẫn còn tiếp tục sanh tử, chỉ có mình ta là thoát sanh tử thôi. Cái ta đó là muốn nói tới cái gì, thì khi mà 11 chúng tôi sẽ giảng lại thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thì quý vị sẽ thấy được tôi nói cái điều này.
không phải là một câu nói sai, đó là một câu nói tiếng hống sư tử của một cái bậc gọi là nhất sanh bổ xứ còn một đời cuối cùng thành Phật. Không nói câu này thì ai nói? Không ai có khả năng nói, không ai dám nói, mà chỉ có Đức Phật mới dám nói. Chỉ có người sắp thành Phật mới dám nói câu đó khi chào đời. Thì đó là tiếng nói để khẳng định đối với tam giới này ta ra đời là đời này đời cuối, và để thành Phật. Còn chúng sanh trong muôn loài thì luôn bị sanh tử luân hồi, chỉ bình thường. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết, còn tất cả chúng sanh đều sinh tử luân hồi. Đó là một câu nói rất rõ ràng. Thì như vậy là ở đây một vị lục địa Bồ Tát thì đối với chúng sanh là tự thấy mình hơn, không có nghĩa là ngã mạn. Tự thấy mình thắng hơn cũng không có nghĩa là ngã mạn, mà là trí tuệ và phước lực đã hiện ra rất rõ ràng, tới bây giờ không che giấu được, thưa quý vị. Tại vì sanh thì là sanh cõi trời thiện hóa thiên vương, vua của cõi trời thiện hóa. Tức là cõi đó chỉ làm thiện được quá sanh, chứ không ai sanh ra, hiểu không? Cõi trời mà tất cả những cái thiện lành, tất cả những phước đức, tất cả những công phu của thiền định để hóa sanh về cái cõi đó, mà vị Bồ Tát này về đó làm thiên vương, có là làm vua ở cái cõi trời đó. Tức là làm vua của thiện rồi, tức là làm thiện mà đã gần như là viên mãn tròn đầy rồi, phải nói một câu như vậy. Cho nên là nhìn chúng sanh có đứa nào tu tới đó đâu. Nói làm phước rồi nó móc túi ra, nó phải móc tiền lẻ nó cho không. Chưa có đứa nào dám móc hết túi, đúng không? Nhưng Bồ Tát là đã hạnh ba la mật rồi, tức là đã hành hạnh ba la mật hằng hà sa số kiếp rồi. Bây giờ đem ra so thì có ai tu được một kiếp như các vị Bồ Tát đâu. Một hành động như một vị Bồ Tát còn không có, đủ sức để nhiếp phục ngã mạn ở chúng sanh thôi. Một cái đó thôi là mình tu hàng tỷ kiếp chưa chắc có thể so sánh kịp. Cho nên là đã thấy rất rõ là mình bây giờ đã hiện tất cả những cái tướng rồi. Trướng rồi, bây giờ là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là hiện tiền cái giác, hiện tiền sự thanh tịnh và hiện tiền sự bình đẳng rồi, là không có còn cái gì để bàn nữa. Và nhất thiết chủng trí đã đầy đủ, thì gần như tất cả mọi hiện, mọi cái đều hiện ra, quán hiện tiền địa mà. Trí giác hiện, phước báo hiện, công hạnh hiện, hiểu không? Thì mới gọi là hiện tiền địa, tức là cảnh giới hiện tiền giác ngộ, cảnh giới hiện tiền phước báo, cảnh giới hiện tiền phương tiện, gần như đầy đủ tất cả những công hạnh rồi. Chỉ còn cái là hiện tướng thành Phật hay là chưa mà thôi, chứ không có còn nói cái chuyện phải làm thêm cái gì đâu. Cho nên lúc này được quyền thấy mình là thượng thủ đối với tất cả chúng sanh, được quyền thấy mình là thắng hơn tất cả chúng sanh, nhận đến là ý chỉ của nhất thiết chủng trí, có nghĩa là có khả năng khai thị cho tất cả mọi người chứng thành Phật quả. Khả năng khai thị tức là ý chỉ nhất thiết chủng trí, có nghĩa là làm cho chúng sanh chứng thành quả Phật nữa mà đâu có phải vừa. Tức là một trong những cái gì đã viên mãn về phước báo và trí tuệ, viên mãn về phương tiện độ sanh, thì người đó mới thấy rằng đối với chúng sanh là như vậy. Đây không phải nghĩ đâu, Bồ Tát không có rảnh đâu mà suy nghĩ. Vì đã là hiện tiền rồi, cho nên ở trên là hiện tiền giác, là hiện tiền thanh tịnh, hiện tiền bình đẳng, hiện tiền nhất thiết chủng trí. Thì như vậy là cái chuyện mà hiện tiền nó sẽ hiện hữu mọi cái cảnh giới giác ngộ và không giác ngộ nơi tâm của tất cả chúng sanh muôn loài trong khắp pháp giới mười phương này đều hiện ra. Tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai đều hiện ra. Chúng sanh sanh kiếp nào, sanh ra làm sao, khổ đau như thế nào, tức là túc mạng thông đã thông, túc mạng minh đã có từ khi chứng thánh quả A-la-hán. Nhưng tới giờ phút này nó hiện tiền luôn, hiểu không? Túc nhà mạng minh rồi thiên nhãn minh rồi lậu tận minh cũng đã hiện tiền luôn nữa. Tất cả những điều này hiện, mà tới đó không phải đơn giản mà hiện tiền nhất thiết chủng trí, hiện tiền cảnh giới giác ngộ tối thắng, rồi phước báo hiện tiền tối thắng, rồi là lòng từ hiện tiền tối thắng, gần như tất cả mọi cái đều đạt tới cảnh giới tối thắng hết rồi. Vì không ai có thể che khuất nữa, từ đây tới cái chuyện thành Phật là rất rõ ràng, rất rõ ràng. Do đó mà nhìn thấy chúng sanh này có khả năng để có thể chứng thành Phật quả, thì vị Bồ Tát này khai thị chứng Phật quả liền, gọi là có khả năng y chỉ về nhất thiết chủng trí luôn. Bồ Tát này ở đây dùng cái từ là chuyên cần tinh tấn, nhưng mà thật sự không có đâu.
Bồ Tát này trong một khoảng một niệm thôi, không có, có dùng cái từ chuyên cần tinh tấn, bỏ qua cái từ đó đi. Vị Bồ Tát này trong khoảng một niệm thì sao? Hiện ra. Dùng cái từ hiện ra mới được, chứ không niệm được, không có chuyện được. Mà là tới hiện tiền điện rồi thì chúng ta phải nói nguyên một câu. Ở đây nói câu Bồ Tát này nếu chuyên cần tinh tấn thì trong khoảng một niệm được trăm ngàn ức tam muội. Dạ không, không có cái chuyện chuyên cần tinh tấn và không có chuyện được nữa. Mà phải nói ngắn lại câu như thế này: Bồ Tát này trong khoảng một sát na hiện tiền trăm ngàn muôn ức tam muội. Đó, nếu nói đúng vậy là như vậy. Tại vì mọi cái đều hiện ra, cho nên hằng hà sa số những cảnh giới định á, thì trong một sát na đã hiện ra hết tất cả những cái định mà từ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi là những cái cảnh giới định của Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán, những cảnh giới định của Bồ Tát cho tới Phật định, vị này cũng trong một khoảnh khắc hiện ra đầy đủ. Không hiện ra cái này thì không phải là Bồ Tát lục địa. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên là cái niệm, cái gì, chánh định luôn luôn hiện hữu, dùng từ mà chính xác như vậy, chánh định luôn luôn hiện hữu trong tất cả những cái định của tất cả các vị thánh trong khắp pháp giới mười phương này. Có định như thế nào thì vị này cũng hiện nguyên chánh định như thế đó. Tới đây chúng ta mới thấy là gọi là cái gì, mười phương thế giới thông đồng một cõi định, một cõi chánh định. Chứ không còn là người này định khác người kia nữa. Tới cái này là dung thông tuyệt đối tất cả những cảnh giới định của tất cả các bậc thánh. Cho nên khi mình bây giờ mình tu, mình vừa nhập định, vị này thấy mình vô cái tầng định nào là người ta thấy hết, thấy rõ, biết rõ là anh hiện tới cái cảnh giới nào. Tức là không có soi xét, không có soi căn, soi kiếp gì đâu. Tới đây là hết cái vụ đó rồi. Do đó mà không có chúng sanh nào có thể vượt tầng, vượt bậc hoặc là sai lệch trong cái cảnh giới định được. Vì đủ cái định này và đủ cái tuệ, cho nên chúng sanh vừa lệch là Bồ Tát có khả năng để có thể nhiếp phục, để có thể chuyển đổi, để có thể chỉnh đốn, để có thể nâng tầm, để có thể khai thị gì gì đó, là nhờ những cái định này đã trải qua hàng hà sa số những cái định mà bây giờ nó hiện tiền. Chứ nó không phải là đời này, định kia rồi nó là qua đời nọ, định nọ. Cứ mỗi một đời cái định mình tăng lên cho tới khi mình chứng quả thánh rồi thôi, thì hồi đó nó có thể là chứng đời này qua đời kia mình chứng lại, hay là hoặc là mình quên, nhưng mà qua đời khác mới thấy, qua đời khác mới thấy được là đến cái tầng sâu mình đủ sức để mình thấy được, có được cái thần túc thông thì mình mới biết là đời trước mình nhập định tới đâu. Hiểu không? Thì vị Bồ Tát lục địa này đã quá lâu có cái vụ thần túc thông rồi, có túc mạng minh lâu lắm rồi. Cho nên là không có cái gì mà sót với mình nữa đó, không có một mãi tơ nào. Như vậy là trải qua trăm ngàn muôn ức, đã từng trải qua trăm ngàn muôn ức định của trăm ngàn muôn ức công phu, bây giờ hiện ra trọn vẹn, hiện tiền địa mà. Thì trí tuệ, thiền định, phước đức, phương tiện, lòng từ, tất cả mọi cái đều hiện nguyên rồi. Tới đây vừa bố thí, vừa ái ngữ, vừa lợi hành, vừa đồng sự đã đủ, không có cần phải, không còn khiếm khuyết cái nào nữa. Như vậy là đến cái lúc mà có đầy đủ trăm ngàn muôn ức tam muội, cho đến là hiện trăm ngàn muôn ức Đức Phật. Bất kể cõi nào muốn thành Phật thì Bồ Tát này đủ sức phân thân tới đó thành Phật. Nhưng mà ở đây trong một sát na đã hiện tất cả tam muội, và cũng trong một sát na hiện ra tất cả cõi nước có một vị Bồ Tát tu hành chứng thành Phật quả cho thập phương thế giới thấy, chứ không phải một cõi này. Nó thì như vậy là lục địa Bồ Tát đã đủ như thế rồi. Nó muốn hiện thành Phật ở cõi nào là các vị lục địa Bồ Tát hiện cõi đó để tu hành thành Phật. Và mỗi mỗi cái thân Phật đó hiện ra trăm ngàn muôn ức Bồ Tát làm quyến thuộc,
Nhất Phật là xuất thế thì vạn Phật hộ trì. Thì vạn Phật đó là gì? Thứ nhất là gì? Là bạn tu hằng hà sa số kiếp. Nhưng mà không phải nói bạn tu được. Khi chứng thành Phật thì tất cả chư Phật đã đồng trong cảnh giới cõi giới giác. Do đó bất kỳ một cái Phật sự nhỏ nhiệm nào của một Đức Phật thì thập phương thế giới chư Phật đồng gì? Đồng tâm, đồng lực. Chứ không phải là đồng tâm không mà đồng lực nữa. Do đó mà Đức Phật đó chỉ cần phân thân tới một cõi nước nào đó thì thập phương thế giới chư Phật đều đồng tâm hiệp lực. Chứ không phải là một Đức Phật đâu. Thật ra là chúng ta thấy là tới loài người của mình mà trong lịch sử sự thật là một ngày ăn một hạt mè mà cho trải qua 5 năm, 6 năm như vậy là không có ai làm nổi đâu thưa quý vị. Không có người thứ hai trong lịch sử nhân loại này mà không có cái lực của Phật á, không có cái định lực hằng hà sa số kiếp á, không có cái nguyện lực để cứu độ chúng sanh là không nổi thôi. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng thì có khả năng có, nhưng mà hơn nữa thì coi chừng. Hơn nữa coi chừng. Như vậy là chỉ có là ngồi ở trong định á, cái thân bất động thì lúc đó nó sẽ thông với cái gì, cái hư không này. Trong hư không này á, tôi không biết giải thích gì các nhà khoa học có chấp nhận hay không, nhưng mà từ từ, không chấp nhận thì từ từ sẽ thấy. Khi tâm chúng ta thông thì lúc đó cái thân này đã tuyệt đối không còn. Và gì nữa, giữa mình á, khi mà định sâu rồi, giữa mình với hư không này hoàn toàn không có khác biệt. Tất cả các tế bào nó cũng như hư không này, hoàn toàn không hề khác biệt. Trong hư không này có bao nhiêu cái khoáng thì trong từng tế bào này cũng có đủ bấy nhiêu cái khoáng, chứ không phải hấp thu nữa nha, không phải hấp thu nữa nha. Cho nên là khí hydro, oxy, natri, magie, những cái loại khí thì cũng có đủ, mà loại khoáng cũng có đủ. Vì vậy mà khi một người nhập định là rỗng thân một cách tuyệt đối, khi rỗng thân một cách tuyệt đối là họ đồng với hư không này, cho nên hư không này có cái gì thì tế bào của người đó có cái đó, tế bào người đó có cái gì thì hư không này đồng đẳng với cái đó. Một sự dung thông hòa quyện một cách tuyệt đối, cho nên không cần ăn. Không cần ăn. Vì vậy mà có những người nhập định nhiều tháng, các nhà khoa học đặt máy móc đồ đo rồi tính theo nguyên lý của vật chất thì là một ngày cần bao nhiêu nước, một ngày cần nhiêu khoáng, một ngày cần nhiêu cái gì, nhưng mà nó đo tới cái mức độ mà nó không thân là máy không có đo được, cho nên không giải thích được tại sao mấy người nhập định nhiều năm không ăn uống mà cơ thể vẫn tươi nhuận, rồi là nhìn vẫn hồng hào, vẫn khỏe khoắn. Là điều này khoa học chưa giải thích nổi. Chưa nói tới những cái tầng sâu khi mà các vị nhập định tới tận cái nguồn sinh khởi của vật chất á, thì cái nguồn năng lượng đó nó cung cấp tất cả mọi thứ sự sống trong vũ trụ mênh mông này, cái thân có chút xíu nhậm gì. Đó là cái tầng khác nữa. Tới cái tầng sâu kia là còn kinh khủng hơn nữa. À, thì như vậy mà bây giờ các vị lục địa này muốn hiện thân thành Phật ở đâu liền hiện thân thành Phật tới đó. Tại vì một sát na đã hiện 100.000 ức thân Phật ở khắp 10 phương pháp giới này. Chứ thôi mỗi thân Phật hiện 100.000 ức Bồ Tát làm quyến thuộc. Cái này nó cũng hay, nó tương đồng với câu gì trong kinh Di Đà, đoạn cái gì: chẳng thể có thiện căn phước đức và nhân duyên nhỏ mà được sanh về cõi đó. Nếu một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào nghe nói cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì niệm Phật 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, nhất tâm bất loạn, khi lâm chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Đúng không? Thành Phật và hiện ở Bồ Tát. Tại vì sao? Tại vì là ở là cái gì ta, mình nói theo cái từ chữ là khi pháp thân đã hiện thì sao? Ứng hóa thân và pháp thân cũng hiện, mà pháp thân là toàn tri toàn giác, thì cái dụng á, cái diệu dụng của trí hoặc là ứng hóa thân cũng là toàn tri toàn giác. Do đó muốn hiện cái gì thì hiện.
Bồ Tát hiện tiền địa này dư sức có thể hiện hằng hà sa số cõi Phật. Chứ đừng nói là Bồ Tát nha. Hiện hằng hà. Trong một sát na hiện hằng hà sa số trăm ngàn muôn ức Đức Phật, và là hiện ra trăm ngàn muôn ức Bồ Tát để làm quyến thuộc. Thật ra quyến thuộc của Đức Phật này không cần hiện ra, nhưng mà ở đây muốn nói hiện ra cũng được. Chứ còn trong cái cõi giác của một Đức Phật là gần như có đủ. Đủ thập phương chư Phật, chứ không có cần Bồ Tát làm quyến thuộc đâu. Chư Phật khắp thập phương thế giới này dung thông thành một cõi, không cần nói quyến thuộc nữa, không có kiểu mà gần gũi thân cận, không phải như vậy, mà là dung thông thành một cõi. Cho nên là động động dụng dụng của một Đức Phật là động động dụng dụng của hằng hà sa số chư Phật. Đâu có cần, đâu có riêng rẽ đâu mà cần quyến thuộc. Nói là nói chơi cho nó vui đó, chứ còn không có riêng, không có riêng. Nếu dùng nguyện lực mà thị hiện tự tại nữa thì hơn đây nhẫn đến trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp chẳng thể tính đếm được. Hồi nãy là một niệm đã hiện trăm ngàn muôn ức tam muội, một niệm đã hiện trăm ngàn muôn ức Đức Phật. Còn nếu mà dùng lực để mà thị hiện cho chúng sanh thấy thì gấp hơn đây gấp trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể tính đếm được, có nghĩa là vượt ngoài tất cả những ngôn ngữ nếu mà Đức Phật muốn thị hiện thần thông. Nhưng mà thôi, tới đây đủ rồi. Không cần hiện thần thông đúng không? Chứ nếu mà hiện đó là mỗi một Đức Phật được hiện ra trong trăm ngàn muôn ức Đức Phật đó, nếu mà nói cho cái kiểu mà nổ cho tới á, thì là trong một sát na nè, vị Bồ Tát này hiện ra trăm ngàn muôn ức cõi Phật. Mỗi một cõi Phật có hằng hà sa số Đức Phật, và mỗi một Đức Phật trong mỗi cõi nước đó, từng lỗ chân lông hiện ra hằng hà sa số cõi nước của chư Phật. Trong mỗi cõi nước chư Phật cũng hiện ra hằng hà sa số Đức Phật. Nó cứ nói hoài như vậy tới 8 tỷ kiếp chưa hết. Nó mà gọi là nổ cho tới đây là đủ sức tự tại hiện ra tất cả những cái thần biến thần thông, đủ trí tuệ, đủ phước lực, đủ tất cả mọi thứ. Cho nên là muốn nói tới đâu là vị Bồ Tát là có đủ tới đó. Gọi là hiện tiền địa là như vậy. Để chúng ta thấy rằng đã hiện đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phước lực, trí lực đầy đủ, phương tiện đầy đủ, lòng từ để viên mãn thành Phật kể từ khi đạt tới hiện tiền địa này. Chúng ta phải hiểu điều đó. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Bồ Tát viên mãn ngũ địa rồi, quán pháp vô tướng cũng vô tánh, vô sanh vô diệt vốn thanh tịnh, không có hí luận không thủ xả. Cái này thì tóm lại cái ý trên thôi, có cái đoạn nào mà chúng ta thấy nó cần giảng thì chúng ta giảng. Tức là ở đoạn nguyên cái đoạn này thì khi một Bồ Tát viên mãn ngũ địa rồi á, thì ở đây dùng từ quán nhưng mà không có thấy thấu suốt. Mình phải, nếu mà mình cần dịch, cần sửa lại, phải nói là thấu suốt pháp vô tướng vô tánh. Chứ không có quán nữa đâu, tại vì đã hiện tiền thì nó đã là hiện tiền các pháp vô tướng vô tánh. Chứ không có quán sát nữa. Không có còn có mình để mình nhìn, mình ngắm, mình nhận, mình hiểu. Không có chuyện đó, thưa quý vị. Tới hiện tiền địa nó không còn cái chuyện đó nữa. Thật ra là không có chuyện là Bồ Tát thấy cái này, Bồ Tát thấy cái kia ở ngoài, hiểu không? Mà mỗi mỗi đều hiện như vậy á, thì hiện rất là rõ tất cả các pháp đều vô tướng. Hiện rất là rõ các pháp vô tánh. Tất cả các pháp vô tướng vô tánh đều hiện tiền. Chứ không có quán nữa, không có quán. Tới đây là không có quán nữa. Dùng cái từ quân quán vô đây là sai. Công phu hay là tinh tấn hay làm cái gì vô đây là tuyệt đối sai. Tất cả đều đã hiện rồi, thưa quý vị. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên không có dùng cái từ quán ở chỗ này. Vì vậy mà nói là Bồ Tát viên mãn ngũ địa rồi, hả chứ? Là các pháp vô tướng và vô tánh đều hiển hiện. Nếu mà nói ngon là phải nói vậy đó. Vô sanh vô diệt vốn đã thanh tịnh, là không có hí luận không có thủ xả, thì cái câu này thành như tất cả mọi cái đều hiển hiện. Nó dẹp cái câu mà không hí luận không thủ xả thì mình kết cái câu đầu tiên là tất cả mọi thứ đều
đều hiển hiện. Từ cái vô tánh, từ cái vô tướng, từ cái vô sanh, từ cái thanh tịnh đều hiển hiện thì mới được gọi là hiện tiền địa, chứ không thôi là không có được hiện tiền địa đâu. Thể tướng tịch diệt như huyễn thể, hữu vô bất nhị, rời phân biệt, tùy thuận pháp tánh quán như vậy, trí này được thành nhập lục địa. Là ở đây dùng cái từ gọi là trí quán, là thứ nhất là thể tướng tịch diệt như huyễn. Tịch diệt mà như huyễn thì thiệt là bệnh hoài. Cái người sắp chữ hay là sao không biết, mà như vậy thì nó hư chuyện người ta hết tới đây mà như quyển chi nữa, không có chuyện như quyển bằng ở đây. Đã là tịch diệt rồi, rồi có quyển để như không? Tịch diệt rồi không có chuyện quyển. Quyển là mọi người khi ngộ quyển á, tức là thấy được tất cả các pháp như quyển, có nghĩa là người này còn kẹt trong cái pháp tướng. Tịch diệt là vượt qua tướng có và tướng không mới đạt tới cảnh giới tịch diệt. Mà đã vượt qua tướng khó tướng không, tức là tới cảnh giới vô tướng rồi, là không nói thật, không nói giả ở đây à. Quyển là như giả đi, đúng không? Mà người mới ngộ lý quyển thì chưa có chứng được tới cái cảnh giới gọi là tịch diệt nhất như. Tịch diệt nhất như không có giả, không có thiệt, mà mọi cái toàn pháp giới là toàn chân. Cho nên là tịch diệt mà không có diệt như quyển. Như quyển thải, không có chuyện này, tịch diệt là tịch diệt, không có như quyển thải. Thì mình không biết nó sai từ cái gì thì mình không biết, nhưng mà cái từ mà tịch diệt mà như quyển, tịch diệt mà đem cái như quyển đi so sánh thì hoàn toàn nó sai, nó không có đúng. Rõ ràng người này không có đủ cái chuyên môn trong đạo Phật. Hữu vô bất nhị rời phân biệt, tức là có và không nó không còn là hai, cho nên lìa phân biệt. Thì cái này cũng có thể nói ở cái tầng nào ở đâu ở dưới á. Ở đâu ở dưới á. Cho nên là cái từ mà hằng tới đây nó không còn là có là không nữa đâu. Không có nói chuyện có không, không có nói chuyện sắc bất dị không, không bất dị sắc nữa đâu. Đây là cảnh giới vô tướng thật sự. Ở nếu mà nói một câu thật sự là ngon ở đây thì hiển hiện vô tướng lìa có không, tức là nó hoàn toàn nó là hiển hiện cái vô tướng rồi, nó không có dính gì với có không ở đây hết trơn á. Chứ không phải là hữu vô bất nhị rồi phân biệt, còn xa lắm. Còn xa, nếu mà nói mà Bồ Tát lục địa mà ca như vậy là không có đúng bài. Ca lộn rồi. Mà nó thành phỉ báng, nếu mà nói mà nó không tới là thành phỉ báng, thà là đừng có ca tụng. Bây giờ ca tụng thầy tôi ngủ nằm nghiêng mà bên phải, không bao giờ lật qua bên trái, không bao giờ nằm ngửa. Ông thầy tự tại ông ngủ nằm sấp cũng được, đâu có sao đâu, tự tại rồi mà cái thân ông đâu có dính gì. Kiểu vậy đó. Nhưng mà đây mà ca tới lục địa Bồ Tát mà còn hữu vô bất nhị rồi phân biệt là đúng là thiệt là còn xa. Tùy thuận pháp tánh quán như vậy, không có tùy thuận đâu mà tất cả mọi cái đều hiển hiện cái cảnh giới vô tướng, chứ không còn tùy thuận, không có thuận đâu nữa, là hiển hiện rồi không còn tùy thuận. Nếu có ai đó đúng là mình làm đúng với họ, hoặc là theo, hoặc là mình tùy thuận, đúng không? Ai khó tánh quá mình gán mình làm cho nó dễ chịu mới gọi là tùy thuận. Bây giờ là cho tùy thuận pháp tánh, rồi pháp tánh là gì? Pháp tánh là một cảnh giới vô tướng, là không vượt qua ngoài tướng có và tướng không. Ở trên đã nói rồi, thì khi mà hiển hiện cái vô tướng để lìa có không, vượt ngoài có không chứ không phải nói là lìa, mà đã vượt ngoài có không rồi thì không còn tùy thuận nữa. Có cái gì trong đó để tùy thuận? Và có cái để tùy thuận là còn có hai. Tùy thuận là có ai đó để mình theo, mình làm đúng, mình làm giống, mình làm vừa ý, làm vừa lòng người ta, gọi là mới gọi là tùy thuận. Và như vậy là có một cha nào đó ngon hơn mình làm theo. Là có ai trong cảnh giới vô tướng là không có ai, cho nên là không có chuyện tùy thuận. Cho nên là hiển hiện pháp tánh là hằng như vậy hay là cái gì đó nó mới quay. Tức là hiển hiện cảnh giới vô tướng thường hằng như thế, chứ không có chuyện tùy thuận ai ở đây. Thành ra cái này nếu mà mình đọc từ đầu tới cuối mình sửa chắc hết thời gian luôn. Trí này được thành mới nhập lục địa, tức là cái trí mà gọi là hiện tiền địa đó đó, là trí giác, là phước báo, rồi là phương tiện, rồi là lòng từ đều đầy đủ như vậy. Thì
Thì cái đó được gọi là hiện tiền. Thì vậy là luôn luôn hiện tiền trong cái cõi giới vô tướng. Thì vậy là trong cõi giới vô tướng đó thì hiển hiện cái pháp vô tướng, rồi cái tánh và vô tánh, rồi hiện cái cảnh giới vô sanh, rồi hiện cảnh giới thanh tịnh và tướng tịch diệt luôn luôn hiện tiền. Cho nên là ở cảnh giới vô tướng đó là không có cái nhị biên, tức là không có và không có không. Và cảnh giới vô tướng luôn luôn hiện như vậy. Như vậy thì đó được gọi là trí của lục địa, tức là bắt đầu tất cả mọi thứ nó hiện rồi, không còn cái gì khác nữa. Từ phát quan địa trở về sau là hiện tiền địa là rõ ràng lắm. Đầy đủ trí minh lợi thuận nhẫn quán sát thế gian tướng sanh diệt, do sức si tối có thế gian, si tối diệt mất không thế gian. Như vậy mà khi mà ở cảnh giới hiện tiền địa, cái tuệ đó đó thì sao? Thứ nhất là đối với ba cõi gọi là thông ba cõi. Cái tuệ giác ngộ của bậc thánh là thông tới cõi Phật, thông trí giác, thông tới là nhất thiết chủng trí. Hiểu chưa? Thông nhất thiết chủng trí. Thì vậy là tới cảnh hiện tiền địa là hiện nguyên từ cõi giới chư Phật cho tới chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương, này mới được gọi là hiện tiền địa. Thì cái này kinh Pháp Hoa có diễn tả ngay cái câu đầu. Từ lông trắng giữa chặng mài của Đức Phật phóng một luồng hào quang soi sáng mười muôn cõi ức ở phương đông. Trên thấu tới trời hữu đảnh, dưới thấu tới địa ngục A Tỳ. Trong khoảng đó thấy hằng hà sa số cõi nước, có hằng hà sa số các vị Bồ Tát xuất hiện ra đời tu hành để thành Phật. Rồi là thuyết pháp và độ sanh, rồi thị hiện nhập niết bàn, rồi lưu bố xá lợi, vân vân vân. Thì cái này quý vị nghe tôi giảng kinh Pháp Hoa thì lúc đó chúng tôi có nói rồi. Chỉ có cái lông trắng giữa chặng mài đó đó mới đủ sức soi đâu, soi tới trời hữu đảnh. Đương nhiên là nó không bằng ở đây. Ở đây là gì? Là hiện tiền nhất thiết chủng trí. Cho nên rõ ràng là kinh Pháp Hoa là con của kinh Hoa Nghiêm, mình không có thể nào mà so sánh được. Nhưng mà ý mình muốn nói nó gì đó, cõi trời hữu đảnh tức là cái cõi mà cực thiện, địa ngục A Tỳ là cõi cực ác. Thì khi mà cái lông trắng giữa chặng mài, tức là trí không còn vướng kẹt hai bên, là đủ để có thể thấy được cái cực thiện và cực ác nơi tâm của mình. Cho nên Tôn Ngộ Không vừa ngộ lý không là phá thiên đường là cõi thiện, xóa sổ địa ngục là cõi ác, không có ghé cõi thiện, không chơi với cõi ác. Khi một người đã ngộ được lý không, thì một người mà có cái trí để mà không có dính bên đây chân mày, có nghĩa là phương tiện là hai bên, mà trí lông trắng giữa chặng mày là không còn dính kẹt ở hai bên, mới đủ cái sức soi sáng tới chỗ tận cùng của thiện và tận cùng của ác. Và đương nhiên là thấy các vị Bồ Tát, rồi thấy chúng sanh sanh tử, rồi thấy các vị Bồ Tát thị hiện thành Phật, rồi thuyết pháp, rồi độ sanh, rồi thị hiện nhân tướng bàn, vân vân. Như vậy là trí đó đủ sức cũng có thể thấy được cái hạnh nguyện tu hành của chư đại Bồ Tát, và tu như thế nào để thành Phật thì trí đó cũng biết luôn. Cái trí mà lìa hai bên đó là đủ sức để có thể thấy những cái chuyện như vậy. Cho nên là khi mà lìa thoát hai bên thực sự, tức là ngã và pháp thực sự rồi á, thì thoát hai bên không phải là bên có bên không, bên đúng bên sai, bên hay bên dở đâu, mà là lìa ngã và pháp tận cùng, đó là ngã và pháp. Người đạt tới cảnh giới vô ngã mới đủ trí tuệ soi thấu được cái cực thiện và cực ác nơi tâm. Và khi đã soi thấu cực thiện cực ác thì liền khi đó đã chứng lậu tận thông, thưa quý vị. Cái chỗ khởi nguyên sinh tử từ cái chỗ tận cùng của cái khổ đau và tận cùng của cái sự an lạc, thấy tới đó mới thấy được tận cùng của hành ấm. Tất cả những cái chủng tử sinh tử trong nghiệp thức ngàn hà sa số kiếp chúng sanh đều được soi thấu bằng lông trắng giữa chặng mài. Thì bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói giống đây, nhưng mà thua, tôi dùng cái từ giống nhưng mà không phải. Giống thì giống nhưng mà phải thì không phải, là tại vì
đạt tới cảnh giới hiện tiền địa là trí giác đã hiện tiền, chứ không có sôi thấu nữa mà là hiện tiền, hiểu chưa? Không có sôi tới chỗ cực thiện cực ác nữa mà là hiện tiền luôn cái cõi giới của chư Phật thì chịu chết. Quán kinh Pháp Hoa chưa chịu nổi đoạn này đâu. Tới đây là người ta đã hiện luôn cõi giới của chư Phật mười phương trong một sát na thôi. Mặc dù là kinh Diệu Pháp Liên Hoa tới cái chỗ gọi là cái gì? Tới cái phẩm mà hiện bảo tháp, quý vị thấy đúng không? Cái đó mình có giảng rồi đó. Ý vậy là phân thân của chư Phật ở khắp mười phương lúc này hội tụ về. Thì là khi Đức Phật về thì kéo theo quyến thuộc chư Đại Bồ Tát, thì ở tại cõi Ta Bà này hiện một cái cây báo, rồi là hiện cái tòa báo, rồi Đức Phật đó về ngồi trên tòa báo, có quyến thuộc dây quanh thì đi dài, rồi biến cái cõi Ta Bà này không rành một cõi giới Phật. Thập phương thế giới thông thành một cõi giới Phật, đó là chuyện thứ nhất. Thế bây giờ mình nói tới cái chuyện phân thân Phật, Phật phân thân, à, chứ không phải là Bồ Tát phân thân. Diệu Pháp Liên Hoa tới đây là cũng dữ dội lắm rồi nè. Thế rồi muốn mở cái tháp Đa Bảo là phải gì? Từ trí cho tới dụng đều phải giác ngộ, hiểu chưa? Mà giác ngộ ngang thành Phật á, chứ không phải giác ngộ bình thường, cho nên mới gọi là Phật phân thân. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ cái chuyện ở nhà mình nghĩ chuyện mình đi chợ, mình nghĩ chuyện đi ngoài đường, mình nghĩ chuyện thương, mình nghĩ chuyện ghét, có nghĩa là gì? Là chúng sanh phân thân, nó còn buồn thương giận ghét phải trái. Nhưng mà kia Phật phân thân có nghĩa là dụng của trí giác hướng về khắp nơi để độ chúng sanh. Bây giờ thì vậy là dụng hợp với thể, diệu dụng của trí tuệ đó hợp với cái thể, dụng của trí giác hợp trở về với trí giác, nghĩa nó giống như vậy. Và trí giác đó thì sao? Thứ nhất là thông thành cõi Ta Bà, thông thành một cõi giới Phật. Cái thứ hai cái gì? Là dời chúng trời người đi chỗ khác chơi. Cõi người mình là được, cũng được theo cõi thiện, cõi trời cũng cõi thiện đi. Còn cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh là không có bàn ở đây nữa. Tại vì ở đây chuẩn bị mà hiện cõi Phật rồi thì ba cõi ác không cần bàn, chỉ còn cõi thiện là cõi trời thôi, cũng dẹp luôn. Dẹp luôn thì lúc đó nguyên một cái cõi Ta Bà mình nó rộng lớn mênh mông, đầy hết tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chứ không có còn ai khác. Người trời đi chỗ khác rồi. Không có cái tâm vướng mắc ở cõi người, không còn cái tâm vướng mắc cõi trời, mà chỉ là cái tâm thuần giác nó vượt hơn ba cõi, thì lúc đó mới mở tháp Đa Bảo được. Quý vị thấy hay không? Xong rồi sao? Đưa hết hội chúng lên hư không. Lúc đó hội chúng đang ngồi nghe pháp bay lên hư không, tức là hết còn chỗ trụ, hết còn chỗ bám, chỉ còn cái giác tuyệt đối thôi. Anh còn chỗ bám, anh còn chỗ trụ, ngồi trên ghế chân đụng đất là còn chỗ bám, cho nên ghế phải bay lưng lửng là anh không bám đâu được hết, không có còn chấp đâu được hết. Tất cả hội chúng đều đạt tới cảnh giới giác, đạt tới cảnh giới vô trụ, đạt tới cảnh giới vô tướng, thì có cái thân tướng nặng trọc, lúc đó là không có tướng, nó mới bay bổng, tức là vượt ra khỏi cái thân tướng sắc thân luôn. Thì lúc đó mới bay bổng giữa hư không. Thì lúc đó là gì? Tháp Đa Bảo mới mở. Cái cách diễn tả gọi là nhập trong tự tánh cũng tuyệt vời, chứ không phải là đơn giản. Cho nên là ở đây nếu mà tới cái hiện tiền địa là một cái tầng cao quá rồi, nhưng mà so với Diệu Pháp Liên Hoa thì không diễn đủ sức để diễn tả tới đây. Thế như vậy là mọi thứ đều hiện tiền, mọi thứ đều hiện tiền. Trí, nhất thiết chủng trí của chư Phật đã hiện tiền, thì tất cả cõi giới, thập phương thế giới này đều hiện tiền. Tất cả các pháp tới đây á, thì được gọi là hồi đầu mình học cái bản kinh Hoa Nghiêm này thì mình học lý vô ngại, đúng không? Sự vô ngại. Tới đây đã là đạt tới cảnh giới của lý vô ngại và sự vô ngại. Cho nên tất cả các pháp đều là gì? Hiện cảnh giới vô sanh, hiện cảnh giới vô diệt, hiện tất cả các pháp đều vô tướng, đạt tới cảnh giới vô tướng, vô tánh, không có tướng, không có tánh nữa. Thật ra khi mà chúng ta thấy là những cái tài liệu mà nói về thiền và nhất là giảng đụng tới cái bài Bát Nhã, thì ai mà còn thấy có tánh thiệt và tướng thiệt thì biết là mình còn ngồi đây để chơi nhiều ngàn kiếp lắm. Chứ giảng thì không có trôi nổi sắc không đâu.
Còn thấy xác thiệt, còn thấy không thiệt, có nghĩa là gì? Là còn thấy có hai thiệt, và còn thấy có tánh, còn có tướng thiệt, tức là vẫn còn có hai thiệt, thì thiệt là tình ở cõi này. Chứ ra không cõi là giảng bất nhã, mà còn tánh còn tướng là ở cõi này chơi vài ngàn kiếp nữa. Đó thì vậy là đối với pháp tánh đều là gì? Đều là hiển hiện ở ngay nơi hiện tiền, chứ không có tùy thuận pháp tánh. Ông muốn nói lòng vòng này, thấy là cảnh giới này là cảnh giới hiện tiền địa rồi, thì tất cả mọi cái đều hiện hữu. Rồi là cái trí minh á, lợi thuận nhẫn thì tức là trí sáng, lợi ích chúng sanh nó cũng tùy thuận, nhưng mà gọi là thuận mà thuận nhẫn á. Cái mình hồi trước mình nói cái nhẫn gì? Đạt tới cái cảnh giới mà gọi là vô sanh pháp nhẫn á. Vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là gì? Nghĩa thường theo kiểu phàm phu, có nghĩa là bây giờ mình nhìn thấy tất cả các pháp mà mình không có sinh khởi cái ý niệm để so sánh phân biệt, thì đó cũng là mình đang tu cái pháp nhẫn á, hiểu không? Mình giữ, mình đè, mình ép được cái khởi niệm phân biệt, mình không có sanh khởi so sánh phân biệt buồn thương giận ghét. Khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, mắt thấy sắc tai nghe tiếng đều như vậy hết, thì chúng ta đang tu cái pháp vô sanh nhẫn. Thì vô sanh nhẫn nó khác với vô sanh pháp nhẫn ở chỗ nào? Tức là ở nơi tất cả các pháp mà pháp đó thì nó sao? Nó không có sinh khởi bất kỳ một cái gì. Tức là mình thấy được cái sự thật các pháp vô sanh rồi nè, hiểu không? Thì mới đạt tới cảnh giới vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh nhẫn không ẩn nhẫn ở cái cảnh giới vô sanh để mà không sinh khởi cái ý niệm là được gọi là vô sanh nhẫn. Nhưng mà đối với tất cả các pháp đều phải thấu thoát thật tướng vô sanh của nó thì mới đủ sức đạt tới cái tuệ vô sanh pháp nhẫn. Nhưng nên nhiều khi mình nghe từ vô sanh pháp nhẫn, nhiều khi mình không có đủ cái minh định rõ ràng tại sao gọi là vô sanh nhẫn, cũng là nhẫn mà gọi là vô sanh nhẫn, cũng nhẫn gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ở một cái góc khác để chúng ta nhìn, thì bây giờ nếu như mình đạt tới cảnh giới vô sanh, tức có nghĩa là gì? Mình đạt tới cảnh giới vô ngã. Ở cảnh giới vô ngã thì nó không có sanh khởi bất kỳ một ý niệm so sánh phân biệt nào, thì lúc đó mới được gọi là vô sanh nhẫn. Thì khi mà ở trong cảnh giới vô sanh đó thì không có ngã và không có pháp, cho nên mới được gọi là tới cảnh giới vô sanh pháp nhẫn. Không có ngã, không có pháp ở đây. Thật ra là ở đây gọi là thuận nhẫn. Dùng cái từ là thuận nhẫn thì mình không biết cái nghĩa thuận nhẫn đây là họ muốn nói tới cái nghĩa thuận nào. Thuận nào? Thuận theo tánh hay là thuận theo tướng, hay là thuận theo pháp vô sanh, hay là thuận theo trí giác? Nếu mà thuận theo cái cảnh giới vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là ngã và pháp đều tuyệt đối là không rồi đó, thì đây được gọi là thuận nhẫn, tức là nó không có ở yên ở nơi đó. Hạ chỗ khác gọi là mình ẩn nhẫn, nhưng mà không phải ở yên, nó khác với cái ẩn nhẫn. Thật ra cái dùng cái từ nhẫn ở trong cái cảnh giới này á, là nó ở một cái tầng hoàn toàn khác biệt với cái ẩn nhẫn, với cái nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn là ở một cái tầng phàm phu mình không nói rồi. Ẩn nhẫn cũng ở cái tầng phàm phu, nó không phải, nhưng mà nhìn cái góc nào đó, tức là đã yên ổn, đã an lạc trong cái cõi giác. Cho nên cái sinh khởi để mà so sánh phân biệt, để buồn thương giận ghét, để nhớ quá khứ vị lai là nó không còn sinh khởi nữa, thì tạm gọi là họ ở ẩn trong cảnh giới vô sanh, ẩn nhẫn trong cảnh giới vô sanh, chứ ẩn không có nhẫn nữa, mà là họ hoàn toàn sống một cách trọn vẹn á, trong cõi giới vô sanh đó, thì mới được gọi là thuận á, thuận ở cõi giới giác, không còn sinh diệt sanh khởi nữa. Thì ở trong cái cõi đó mới thấy rõ ràng là thế gian là tướng sinh diệt. Tức là như hồi nãy mình nói là ở cảnh giới hiện tiền địa thì hiện cái tận cùng là gì? Là mười phương ba đời tất cả cõi giới của chư Phật đều hiện ra nơi tâm của vị này, hiểu không? Và hiện tận cùng cái sinh tử của chúng sanh ở thập phương thế giới hằng hà sa số chúng sanh sanh tử như thế nào đều hiện ra.
Cho nên đây dùng từ là quán sát thế gian tướng sanh diệt. Thấy rõ tướng sanh diệt của thập phương thế giới chúng sanh, nó hiện ra. Chứ không phải dùng cái từ là quán. Quán có nghĩa là mình dùng cái tâm mình để mình hướng về, mình soi chiếu, mình thấy biết, không có chuyện đó. Ở đây không còn là hai nữa. Cho nên thấy có cái gì khác mình, thấy cái gì khác mình, thì người đó chưa có ở trong cảnh giới vô ngã. Và ở trong cảnh giới vô ngã thì cái hiện ra mọi cảnh giới nói chúng sanh không khác mình, có đúng hay không? Đúng không? Nó hiện ra, nhưng mà là chúng sanh và vị Bồ Tát đó đó tìm cái khác á, thì nó không có khác. Nhưng mà chúng sanh nó không phải là Bồ Tát. Đây là một chuyện rất là khó. Đây là chuyện rất là khó. Ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đều nghe âm thanh á, nghe một âm thanh hiện ra, thì tất cả chúng ta đều nhận biết một lượt, đúng không? Và lúc chúng ta nhận biết một lượt, chúng ta rất rõ ràng âm thanh đó, người kế bên cũng nghe rõ ràng âm thanh đó, là tất cả mọi người, người đây cũng nghe âm thanh đó như nhau, một cách đồng đẳng, một cách bình đẳng, tuyệt đối như nhau, không có cái nào che được nào hết, đúng không? Ở trước cũng nghe vậy, ở sau cũng nghe vậy, có nghĩa là cái nghe của mọi người là gì? Là bình đẳng, là dung thông tuyệt đối, là bình đẳng tuyệt đối, không hề có bất kỳ sự sai khác nào. Có âm thanh là tất cả chúng ta đều nghe một lượt, Phật có ngồi đây cũng nghe một lượt. Nhưng mà Phật không có dùng cái từ nghe, không có dùng nhĩ căn để nghe giống như mình. Đúng không? Đó là, nếu mà dùng từ chữ mà cho nó chính xác là giống như tỏ rõ thông suốt tất cả mọi sự hiện tướng xảy ra trong pháp giới này, thì Đức Phật đều tỏ rõ như vậy. Ở cõi giới giác ngộ chỉ là tỏ rõ thôi, rõ ràng thôi, là thông lưu thôi, chứ không phải là nghe giống như mình. Nhưng mà mình ở đây thì mình nghe bằng nhĩ căn, còn nhĩ căn thì còn nghe. Nhưng mà như nhiều lần mình nói là cái nghe của mình không phải nhĩ căn, nhưng mà vì mình chấp ngã có cái thân căn, cho nên mình lấy cái tưởng là nhĩ căn nghe, đúng không? Nhưng cái ngã của mình nghe nó không phải là cái thân căn này. Nếu mình thực sự có thiền định để mình thoát ra, thì lúc đó mình sẽ rõ âm thanh mà không phải lỗ tai, rõ hình sắc mà không phải mắt. Tối ngồi thiền nhắm mắt mà ai đi cũng thấy, thì cái chuyện đó không phải là thấy bằng mắt rồi. Nghĩa là mà mình mới ra khỏi cái thân căn là chuyện này đã xảy ra rồi. Thành ra ở đây là gọi là thấy tất cả các tướng sanh diệt của thế gian á. Rồi ở đây nói một câu rất hay, tức là do 12 nhân duyên là cái gì? 12 nhân duyên trong bài trước mình học là có một câu là gì? Do chúng sanh không thấu tỏ vô tướng, cho nên gì? Vô minh sanh. Vô minh sanh thì hành sanh, rồi hành sanh thì thức sanh, thức sanh danh sắc sanh, rồi 12 nhân duyên sanh. Thì ở đây nói là do sức si tối cho nên có thế gian. Và nếu như mà quán cái nhân duyên mà thiệt tánh si tối diệt á, thì hết thế gian. Đó thì giờ ví dụ như mình đang ở đây đi. Đang đây nếu mình thấy thì là cái gì thấy? Là căn thấy trần. Căn thấy trần là gì? Là hiện nghiệp của chúng sanh. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy cái đấy. Mình thấy mình nghe là hiện nghiệp của chúng sanh. Câu này nghe dễ thông cảm không? Tức là mình đang thấy là mình đang hiện nghiệp chúng sanh. Đang nghe ở đây là đang hiện nghiệp của chúng sanh. Hiện nghiệp của chúng sanh là loài người à, mới hiện nghiệp này. Thì người với người đang nói chuyện nghe, tức là người đang hiện nghiệp người, đang nói là hiện nghiệp người. Thì quý vị đang nghe là đang hiện cái nghiệp người của mình để nghe âm thanh à, mình nói cho rõ ràng vậy. Nhưng mà qua cái nghiệp người thì không phải là nghe âm thanh nữa, mà là sự tỏ rõ, sự nhận biết nó là cái khác, là cái nghiệp khác. Rồi vượt qua khỏi cái nghiệp mà đạt tới cảnh giới vô ngã, thì cái tỏ rõ thông lưu là một chuyện khác. Rồi chúng ta phải phân biệt để mình, nhiều khi mình nghe nó cũng trúng, nhưng mà trúng ở đâu?
trúng với cái nghiệp người của mình. Cho nên những cái xác định là đúng hay là sai, hay là dở, phải hay là trái ở trong cái loài người của mình á, thì mỗi một miền nó có cái đúng sai khác nhau, đúng không? Và mỗi một cái loài nó có sự đúng sai khác nhau. Cho nên mình còn ở đây, mình còn sinh hoạt đây, nếu mình còn làm người ở đây thì mình cũng theo quy điều, quy luật gì gì đó, định chế của một quốc gia, một dân tộc, một chòm xóm, một dòng họ rồi vân vân. Vô chùa nó cũng có cái của chùa nữa. Chùa nó cũng hiện cái này, hiện cái kia, đủ thứ. Thế như vậy là hiện tại nếu mà còn mình thấy, còn mình nghe là hiện thế gian, cho nên là sức si tối thì có thế gian. Có nghĩa là gì? Nghĩa là hôm trước mình cũng nói rồi, bây giờ mình lặp lại thôi, tại vì câu kệ nói lại đoạn đó. Mình còn có thấy thì có nghĩa là vô minh, đang hiện nghiệp. Đang hiện nghiệp. Mà đang hiện nghiệp thì bị mới si tối mới hiện nghiệp, chứ còn giác ngộ không có hiện nghiệp đâu thưa quý vị. Cho nên ở đây mà mình còn thấy còn nghe là còn đang hiện nghiệp, mà còn đang hiện nghiệp có nghĩa là còn si tối, mà còn thi tối thì còn thế gian. Mình đang ở thế gian mà. Cho nên cái đó nó hiện đủ. Chừng nào mình thoát khỏi cái căn tiếp xúc với trần, tức là không còn hiện cái thân nghiệp của mình ở trong cõi này nữa, lúc đó mình ra khỏi cõi người. Ra khỏi cõi người thì nhận biết cái ngoại cảnh đó, nó không còn mắt thấy sắc, tai nghe tiếng như bây giờ. Thì lúc đó là mình sẽ hiện cái nghiệp khác. Mặc dầu ra khỏi cõi người nhưng mà chưa đạt ngộ giải thoát thì sẽ hiện một cái nghiệp mới ở cõi khác. Nhưng chưa có đạt tới cái cõi giới vô tướng thì vẫn còn si tối, cho nên thế gian vẫn còn tiếp tục tiếp nối. Trừ trường hợp là thấu thoát được cõi giới vô tướng, tức là đạt ngộ giải thoát, đạt tới cảnh giới vô ngã, vô pháp, thì lúc đó thế gian nó sẽ hết với mình. Mặc dù mình sống ở đây nhưng mà tâm mình không có gá được cái gì ở cái xứ này hết á. Lúc nào mà chúng ta đạt tới cái thiền định đơn giản là rỗng thân thôi nha. Cái thân chúng ta hoàn toàn mất trọng lượng trong đi đứng nằm ngồi. Tâm mình tuyệt đối vắng bóng tất cả những cái so sánh phân biệt, những nghĩ tưởng quá khứ vị lai. Hoàn toàn rỗng mất luôn. Thì quý vị đi đây là quý vị sẽ thấy rõ ràng là không có dính gì ở đây nè. Hiểu không? Nhưng mà đạt sâu trong thiền định nữa thì tới đây thì thiệt là mệt đó. Phải mà gọi là đồng sự nhiếp á. Nó mệt lắm, mình cũng phải nói, mình phải cười, phải đi, phải đứng. Nó thiệt là bắt chân ngồi kết dạ, cái cặt cái là dục cái thân này là nó xuống dữ lắm luôn á. Nhưng mà tại phải làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ với người này, phải giúp người này, phải nói tiếng nói người, giúp loài người, phải nói tiếng nói người, rồi cũng phải buồn thương, giận ghét để cho giống với người ta. Cũng ăn rồi cũng ngủ để cho nó giống giống một chút, chứ ta ngủ mình không ngủ cũng dị đời. Không có nói chuyện nó được đâu. Phải ngủ mà còn ngái nữa. Thậm chí là còn cũng phải là giả bộ chim bao rồi nói mớ nữa. Thì nó giống giống với nó, cái nó thấy đồng ý. Ông này giống con người. Ngủ mà tỉnh queo rồi. Cái gì đó là nằm im ru, không nhúc nhích thì tưởng nhập trong thiền định rồi nó coi chừng không giống người. Không giống người khó nói chuyện lắm thưa quý vị. Có cái gì đồng đồng nghiệp với mình nói chuyện dễ nghe. Cho nên thường thường những người chơi xoan thân mà nói chuyện với nhau nghe đều là những người đồng nghiệp, đúng không? Đó là vậy đó, cái kiểu vậy đó. Và Bồ Tát phải làm cái kiểu đó. Mặc dù xuống thế gian này là ở nơi các vị đó là không có thế gian nữa tao. Gọi là diệt mất thế gian, mặc dù đang sinh hoạt đi đứng ở đây, ăn uống đây, sinh hoạt mọi thứ ở đây mà không có cái dính cái gì ở đây trơn á. Không có dính, đừng nói thân là thanh tịnh hay là thân không thanh tịnh, thân ô trọc, không đô trọc, thân này thân kia, không có, không có. Các vị không có dính. Cho nên bây giờ muốn ngồi chơi uống ly nước với người ta thì uống chứ có sao đâu. Ăn bữa ăn thì ăn chứ có sao đâu, dính cái gì. Dính cái gì, nhưng mà mình thì mình chấp rồi, không ăn vậy là kể như thua rồi. Tại có mình thua chứ ai mà thua. Đó, các vị là cái tâm đã diệt cái chi tối mất rồi, hết cái vô minh rồi. Họ ở ngoài thế gian một cách tuyệt đối rồi. Mà phải nói là trong những cái phút giây mà chơi hòa hợp với mình thì họ cũng không có nhập cuộc với mình được đâu thưa quý vị. Hình thức thì giống nhưng mà sâu bên trong về tâm là tuyệt đối không có giống mình.
không giống chút nào hết á. Họ khóc nhưng mà không phải phiền não như mình đâu. Mình không, ví dụ người thân mình mà chết mình không khóc, nói thằng cha này tâm lạnh như sợi gì đó đá. Người đó là gỗ đá rồi không có động với trần gian. Cho nên mình khóc còn hơn họ nữa, người này có tình. Vậy mới được, nhưng mà không có dính gì hết á. Không có liên quan tới cái chuyện tình cảm vui buồn để mà khóc mà cười. Không có chuyện này. Chuyện này là tuyệt đối không có. Mà họ luôn sống trong hỷ lạc của cái tịch lặng á. Không rời đó đâu. Giả bộ hiện cái tướng người khóc cười chứ không có dính gì. Không có dính, tuyệt đối là không dính. Phải nói thật là như vậy. Cho nên ở đây là si tối diệt mất là thế gian mất. Không còn chuyện thế gian nơi tâm của người đó. Mà người nào đạt tới cảnh giới giác ngộ hết si tối thì sẽ thấy được cái điều này rất là rõ ràng. Cho nên là trong 12 nhân duyên mà mình nhớ cái bài đầu là có nói là người mà nó không có thấu tột vô tướng thì được gọi là vô minh. Mà có vô minh là duyên hành, duyên thức, duyên danh sắc, rồi đó là có 12 nhân duyên á. Quán các nhân duyên không thiệt tánh chẳng hoại giả, gọi là hòa hiệp dụng, vô tác vô thọ, không nghĩ nhớ, hành pháp như mây nổi khắp nơi. Thì trong 12 nhân duyên là rõ ràng không có cái gì thiệt. Tại ngay từ đầu mình vô minh rồi mình thấy có hành. Không vô minh thì không có hành. Thật sự nó cũng không có vô minh mà nó cũng không có hành luôn. Nó không có 12 nhân duyên. Nhưng mà có thế gian thì có 12 nhân duyên. Tức là có thế gian là có cái mù, có cái si tối. Tức nghĩa là mình chưa có hoàn toàn giác ngộ thì thế gian có thì 12 nhân duyên có. Nhưng khi ở trong cái cảnh giới giác ngộ là kiếm móng duyên cũng không có nữa. Cho nên nó không có thiệt. Nó chỉ hiện ra trong cái si mê tâm của mình mà thôi. Cho nên khi mình còn si mê thì mình thấy rõ 12 nhân duyên. Nhưng mà khi thoát ra, có nghĩa là mình không có còn mê tối nữa thì vô minh không có còn. Vô minh không còn thì hành không còn, thức không còn, danh sắc không còn, lục nhập không còn. Hoàn toàn không có những cái điều này. Vì vậy mà ở đây quán 12 nhân duyên không thiệt tánh, tức là phải thấy được đối với trí tuệ giác ngộ của các vị mà hiện tiền địa này thì nó hiện rất là rõ ở hai cảnh giới của 12 nhân duyên là gì? Theo cái chiều hoàng sanh và theo cái chiều hoàng diệt. Tới đây không có quán nha. Cái hồi như mình ở đây, nếu mình công phu thì quán vô minh duyên hành, hành duyên thức, rồi duyên danh sắc, duyên lục nhập, dân dân tới đó lão tử, đúng không? Còn là quán thứ hai là vô minh diệt thì hành diệt theo cái quán này. Tức có nghĩa là hồi mình chưa giác ngộ thì mình có thể quán nhờ cái chiều hoàng diệt này, mình cắt đứt cái dòng sinh tử để mình chứng nhập cảnh giới vô sanh. Thì được gọi là quán theo chiều hoàng diệt, tức là dứt trừ 12 nhân duyên. Nhưng ở đây vị Bồ Tát lục địa này với cái trí tuệ giác ngộ của mình thì thấu rõ nguyên nhân của sanh tử từ đâu, đúng không? Và thấy rõ muốn dứt trừ cái nguyên nhân sanh tử từ đâu. Cho nên mới nói lên cái chiều hoàng sanh, chiều hoàng diệt như vậy. Tức là ngay cả Đức Phật cũng như các bậc giác ngộ đều nói như vậy. Chứ không phải là quán đối với Đức Phật, không phải quán. Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát cũng không phải quán nữa. Mà là hiện ra, hiện rất là rõ nguyên nhân sanh tử và con đường để cắt đứt cái sanh tử này. Đối với tất cả các vị Thánh đều thấu thoát, đều thấy rõ. Và đối với hiện tiền địa gọi là nó hiện rõ như vậy. Tức là tới giờ phút này thì không còn cái gì có thể che khuất. Nếu mà có một cái gì mà khuất lấp không được thấy thì đó không phải là hiện tiền địa. Cho nên cái chuyện mà cảnh giới giác ngộ tận cùng của chư Phật cũng hiện ra. Và bao nhiêu sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh cùng tận cái khổ đau cũng hiện ra. Như vậy là ở đó, ở cái chỗ mà thấu thoát tất cả các pháp cũng như các cái việc sanh tử thế gian là nó không có thiệt rồi. Thì nó ở trong cái thấy đó, ở cõi giới đó nó không có cái sự hoại diệt. Nhưng nếu chưa thấu thoát cái đó thì vướng vào hoại diệt, hiểu không? Và hòa hiệp. Nhưng mà khi thoát ra rồi thì hoại diệt không có, rồi không có cái hòa hiệp nữa. Và thực sự trong cảnh giới đó thì nó không có vô, nó gì, nó là vô tác, nó là vô nguyện, nó là vô thọ gì gì đó vân vân. Ví dụ như bây giờ chúng ta
Chúng ta thử quán công phu một tí này nha, thử quán công phu một tí này nha. Bây giờ theo cái lời của Đức Phật dạy là thân này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi thử làm đi, bây giờ thân này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình, thì những cái suy nghĩ trong tâm, những cái suy nghĩ động dụng ở nơi thân này, những cái ý niệm được sanh ra ở nơi thân mình, hoặc là mình cũng thấy đúng không? Thân này không phải là mình thì những cái suy nghĩ nó cũng không phải là mình. Tâm này cũng không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Hoàn cảnh cũng không phải như vậy. Thì ngay giờ phút này nếu chúng ta thực sự quán chiếu, thực sự áp dụng, thực sự công phu, thì lúc này là mình hoàn toàn không có hiểu nữa. Không hiểu luôn đó nha, không có biết luôn. Thì mới trúng. Mình phải làm sao, mình còn hiểu là nó sai. Hiểu không? Mình còn hiểu là sai với cái hiện thực. Mình đang quán mà đang công phu, phải nhập vô cái chỗ này là hoàn toàn không hiểu, không biết, không có nhận định, không lấy, không bỏ, không đúng, không sai, không sao, không gần, không nhiều, không ít, không ta, không người, không ngã, không pháp, không có hoàn cảnh, không có thân, không có tâm. Nên là mình đang quán, mình đang quán. Thế như vậy là lúc đó chúng ta tự động phân bật hết tất cả mọi thứ. Cái thân này tự động nó mất. Nếu mà quán sâu đến mức độ là thân này nó mất, không còn có chút khái niệm gì ở đâu là mình nữa. Không phải mình ngồi đây, không phải mình đang nghe giảng, không phải mình nhận biết, không phải mình nhận hiểu, không phải mình ghi nhận, không phải mình khẳng định, không phải mình phủ định. Tất cả cái đó đều không phải là mình, không phải, không phải, không phải, không phải, không phải. Mình không phải luôn cho tới thì tận cùng, cái cả các không phải không còn luôn. Thì lúc đó nó vong bạc. Nó cũng là một cách. Và nó vừa ngốc ngốc lên, nó nhận định thì mình biết không phải. Vừa có động niệm thấy cái gì đó, nghe cái gì đó, biết là không phải, mình cứ không phải thôi, mình không phải là gì, mà không phải là từ chỗ mình đang ở vị trí là không chấp nhận tất cả những cái đang có. Cái kiểu mình đang công phu để mình làm cho tất cả những cái có, những cái đã có, đang có và sẽ có, nó sẽ không sinh khởi trong phút chúng ta đang hiện hữu ở đây. Nhưng mà như mình phải làm được, có nghĩa là sinh khởi thì không chấp nhận là nó không phải, không chấp nhận nữa, mà mình biết chắc là nó không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình, nó không phải là nhận hiểu, nó không phải là nhận biết, thì tự động mình hết hiểu hết biết, mà hết hiểu hết biết là đạt tới cái chỗ rỗng thân rỗng tâm, đạt tới cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh. Mà rỗng lặng thanh tịnh cũng không phải là mình thì nó tiếp tục đi tới. Khi mà mình đạt tới cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh mà mình không chấp nhận nó nữa, không phải chấp nhận là mình á, vì cái rỗng lặng thanh tịnh vẫn bị mình thấy, vẫn bị mình biết, tiếp tục như vậy. Thì cuối cùng nó chỉ còn hiện nguyên cái biết. Và trong cái khoảnh khắc mà mình hiện nguyên cái biết, cái biết này vẫn là cái gì? Cái bị biết. Cuối cùng chỉ còn có cái biết nhỏ nhiệm của thức quẩn, chỉ là cái biết khắp thôi, nhưng mà mình vẫn thấy nó là cái bị biết. Cho tới cái bị biết, cái biết này nó hoàn toàn nó tan biến để rồi là đạt tới cảnh giới vô ngã. Thực sự là toàn pháp giới này là chỉ hiện nguyên cái biết thôi, mỗi mỗi hiện hữu đều là cái biết, thì mình mới quán tận cùng các pháp vô sanh. Nhưng đó là cách thôi, tùy thôi. Nếu mà chúng ta sử dụng bất kỳ công phu nào, nếu chúng ta thật sự đi sâu vào công phu thì chúng ta sẽ có một cái pháp để chúng ta hành, và cái pháp đó sẽ được cái vị thầy hướng dẫn chúng ta từng bước để chúng ta đi sâu. Đó thì như vậy là đối với thế gian, với cái tuệ của các bậc hiện tiền địa thì thấy rõ là còn siêu tối là còn thế gian, hết siêu tối hết thế gian. Rồi đó là nếu mà nhìn theo nhân duyên thì theo chiều hoàng sanh thì tiếp tục sanh tử, theo chiều hoàng diệt thì không có sanh tử, nhưng mà sanh và diệt đều không có thật. Cho nên không có cái vô minh thật. Vì vậy mà sanh diệt và thế gian không thật có. Có là chỉ nơi người chưa có thấu tột vô tưởng thì còn nguyên. Có với mình, nhưng mà không có trong cái thấy nhìn của một vị Bồ Tát. Phải lý luận cho nó rõ vậy, để chúng ta thấy rằng các vị Bồ Tát khi mà đã giác ngộ rồi thì thế gian nó không còn, hoàn toàn biến mất. Kêu họ thấy thật lợn mãi tơ thấy không được, thưa quý vị. Không phải đợi họ ngồi thiền nhập định đâu. Trong những ngày bình thường kêu họ thấy thật cái gì khó lắm, rất là khó. Nhưng mà khi làm cái gì á, mà thuộc về thế gian thì họ nguyên là người thế gian, hiểu không? Nhưng mà sâu nơi tâm họ không có dính gì với cái tâm tưởng của cái người thế gian đó. Họ không có cái tâm mình ở đây, họ không có cái
cái mình ở đây, không có mình ở đây, nhưng mà vì đồng sự nhiếp cho nên tạm được gọi là mượn cái mình để dùng xài thôi, là mượn trong cái phút mà giao tiếp thôi, chứ còn sâu ở nơi họ, họ cũng không thấy có họ ở đây. Nhưng mà khi hiện tướng thân người rồi tâm của một người, tức là tạm mượn như vậy, mượn như vậy nhưng mà không có dính vô đây, gọi là mượn. Mượn của người ta xài, mượn chiếc xe đi sáng chiều về trả, không có cái ý ăn cắp, không muốn lấy luôn. mượn xài mấy chục năm rồi vứt nó, không có xài tiếp, tại vì cái này không phải là cái thân của mình, không phải là cái tâm mình, không phải của mình, hoàn toàn không phải của mình. Tức là các vị Bồ Tát rất là rõ, các vị giác ngộ rất là rõ điều này. Nhưng mà mình bây giờ mình là thấy cái thân này là mình là thiệt, cho nên mình cần phải quán để mình thấy cho tới tận cùng nó không phải là mình, thì mới thấy đúng như thật của một bậc giác ngộ. Nhưng mà mình nếu bây giờ mình ngồi hồi cái mình thấy lúc đầu cũng tỉnh cũng ngon lắm, thấy cái thân này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình, tâm này cũng vậy, cho nên mình không có cái gì ở đây, ở đây không có mình, cho nên mình không hiểu, không biết, không có, không không, không đúng, không sai, không hay, không dở, không có cái gì hết. Rồi lúc đầu cũng tỉnh vậy, hồi thấy người kia chửi mình câu nặng quá, thấy thiệt. Thì lúc đó là si mê cho nên hiện tướng thế gian, đúng không? Si mê hiện thì thế gian hiện, cái là mình tỉnh cái là si mê biến mất, cái nó không còn chuyện buồn thương giận gác, thế gian là mình ở ngoài. Ở ngoài cái hồi nhớ người này không biết sao lâu quá không chịu nhắn tin cho mình. Thì thế gian hiện, si mê hiện thì thế gian hiện, rồi cái mình tỉnh lại nó biến mất, cái đó là mình thoát khỏi thế gian. Đó là một câu nói rất là hay chứ không phải đơn giản đâu. Đó thì như vậy là lúc mà mình tỉnh đó thì mình thoát, lúc mình mê đó thì mình dính. Mình là cái gọi là gì, sốt, không phải là sốt cách ngày đó mà sốt từng cái khoảnh khắc đó. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, lúc có, lúc không, lúc dính, lúc thì thoát, lúc là được, lúc là mất. Mình không có định tĩnh. Nếu mình định tĩnh thì mình sẽ tỉnh, tỉnh hoài. Còn không định cho nên là nửa định nửa mê, 5 phút khỉ á, nó chưa đạn phút nó mê rồi. Tỉnh 5 phút là cũng mừng hú vía rồi đó. Rất là khó, nhiều khi mình ngồi thiền còn không được mà. Ngồi thiền thấy yên, hồi yên quá trời quá đó, yên luôn. Không biết gì luôn. Mới đầu tưởng tâm mình yên, tưởng nhập định, thấy cái bộ ngon nên đi tới ngồi cái không biết gì hết. Không biết gì hết, cái người ngồi kế bên nghe ngáy khò khe. Nhập tới ngủ thiền luôn, không có tưởng thiền nữa. Cho nên những cái quán sát mà những cái này nói, nhưng mà thật sự đó cũng là một cái cách để công phu á. Nếu mà chúng ta mà chỉ cần sử dụng cái câu mà cái gì đó si mê, si mê có thời gian, có thế gian, mà hết si mê thì không thế gian. Mình thấy rõ ràng là mình có buồn thương giận ghét, có nhớ nhung phiền hận, còn thấy cái gì thiệt, còn thấy thân thiệt, còn thấy tâm thiệt, còn thấy hoàn cảnh thiệt, có nghĩa là gì? Thế gian hiện ra với mình. Khi mình không có thấy những cái điều này nữa, thế gian biến mất. Nó rõ ràng như vậy, thì mình phải công phu. Đây là cũng là một cách công phu, một câu nói rất là bình thường của bậc thánh, nhưng mà tu cả đời chưa xong. Không có đơn giản với những vị thánh nói chuyện đâu. Tức là sau khi mà đủ trí để có thể thấy, ở đây gọi là hiện tiền chứ không phải là trí nữa, là mà với trí tuệ của cái vị lục địa này thì hiện rất là rõ cõi giới sanh diệt theo chiều hoàng sanh, tức là thế gian, thấy rất là rõ cái cảnh giới diệt tận thế gian theo cái chiều hoàng diệt. Thì vậy là 12 nhân duyên theo chiều hoàng sanh hoàng diệt thấy rõ. Và thấy thực sự là không có 12 nhân duyên, cho nên không có thọ, không có thọ giả, không có tác giả, không có chuyện này. Nhưng mình thấy mình làm thì có tác giả. Và mình vui, mình buồn là có thọ giả. Nhưng mà thực sự không có cái đó. Sự thật thì không có cái đó. Nhưng mà lầm lẫn thì cái chuyện này sinh ra. Ngay nơi hiện tiền này, nếu mà chúng ta thấu thoát vô tướng thì tất cả mọi thứ đều hiển lộ, mà nó không sanh không diệt không có không tịnh không tăng không giảm viên mãn tròn đầy. Đúng không? Trong bài kinh Bát Nhã nói rõ rồi. Này Xá Lợi Phất, tất cả các pháp đều hiển lộ từ vô tướng,
Cho nên không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, viên mãn, tròn đầy. Nhưng bây giờ với mình tất cả các pháp đều hiện từ có tướng. Cho nên có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm và chưa có được viên mãn tròn đầy. Đó, mình mới nói ngược theo cái kiểu Bát Nhã vậy. Mình thấy có cái gì không phải là tướng đâu. Mình chưa từng như vậy lần nào, đúng không? Mình chưa từng ở nơi cái nền tảng vô tướng để mà thông thấu tất cả mọi thứ. Mà mình ở nơi tướng để mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, mình buồn thương giận ghét. Cho nên là sanh tử sanh, cho nên có thọ, thọ giả và có tác giả. Nhưng mà ở cảnh giới vô tướng thì không có tác giả, không có cái nơi nào để sanh cái gì hết á. Mặc dù là sau khi mà ngộ tánh thì thấy tất cả các pháp đều từ tự tánh mà sanh, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, khiến cho người ta hiểu lầm. Giống như tự tánh là mẹ để sanh ra con vậy đó. Có bà mẹ thì có đứa con, có tự tánh thì có các pháp vậy đó, mình hiểu vậy đó. Hồi xưa tôi cũng cố tôi lý giải cái này ghê gớm lắm nha. Nhưng mình biết hồi đó giải không ra. Bây giờ cái câu mà nó hơn đó là gì? Gì? Ngay nơi hiện tiền này tất cả các pháp đều hiển lộ. Nó hiển lộ chứ không phải nó sanh. Nó sanh là sai. Nhưng mà đối với Thiền Tông là tất cả các pháp đều từ tự tánh sanh là đúng. Nhưng mà ở đó thôi, ở dưới đó chơi đi. Tới cõi giới giác ngộ thì mỗi cái đều hiển lộ. Hiển lộ từ cõi giới vô tướng. Từ vô tướng mà hiển lộ mọi thứ. Thì hai cái này, từ tự tánh sanh, tất cả các pháp đều từ tự tánh sanh, hoặc là tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng, thì hoàn toàn cách xa nhau, nghìn trùng ở trong tất cả các cõi giới tu chứng. Những cảnh giới tu chứng đều phải thấy rõ cái việc này nó khác nhau. Cho nên nó thấy là các pháp đều có tự tánh, nhưng mà thực sự các pháp đều vô sanh, đều vô tánh. Thành ra chúng ta thấy cái câu ngộ của thiền chưa? Thiền ngộ tới đó thôi à. Nhưng mà chính thức là cái thức là cái tri, cho nên là thấy từ cái tri sanh cái này cái kia. Cho nên chỉ ngộ là ngộ tới cái thức ấm thôi, chứ chưa vượt qua thức ấm nổi đâu. Cái kiểu đó chưa vượt qua thức ấm, không có qua khỏi. Thì chưa chắc là đã vượt qua hành ấm nữa, nó còn nhiều cái lắm. Thành ra chúng ta mà xem lại những cái bài kệ ngộ đạo của các thiền sư đó, ha, mà mình được soi chiếu từ cái góc nhìn của Hoa Nghiêm cái là thiệt là hơi bị mít lòng. Khó lắm, khó có và gọi là mấy người có chứ không phải không, không có mấy người vượt qua khỏi thức ấm để thấu thoát được là tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng. Thiền thì là tất cả các pháp đều sinh từ tự tánh, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Đó là cái để chúng ta thấy rằng đúng là nếu mà nói Hoa Nghiêm thì đúng là tối thượng thừa, phải nói như vậy. Còn kia nó chỉ là Thiền Tông thôi, nó chỉ còn ở dưới kia. Chưa có đụng nổi tới Hoa Nghiêm. Tới Pháp Hoa là xiển điển rồi, tới Hoa Nghiêm nữa là tới cái một cái tầng cực cao trong cõi giới giác ngộ của những cái bậc đại thánh chuẩn bị thành Phật, thì nó là một cái lý luận hoàn toàn khác. Cho nên thấy thì thấy hết, nhưng mà mỗi cái thấy của các vị đều khác nhau. Nhưng mà ở đây thì tới cảnh giới gọi là hiện tiền địa rồi, cho nên là cái gì cũng hiện ra rõ ràng. Không còn, tôi nhắc lại nha, tới đây là không còn quán sát, hiểu không? Vì quán sát là thấy có hai. Quán thét là đem tâm để soi chiếu, để nhìn nhận, để xem xét một cái điều gì đó theo cái nhìn của mình. Ví dụ như là bây giờ quán các pháp là vô thường,
nó đem tâm hướng về cái pháp vô thường để nhìn. Bây giờ là mình thấy hồng hoa, mình thấy cái hoa ở đây, cái là bữa nay hôm qua nó tươi, cái bữa nay dần dần nó héo dần dần, héo dần dần cái nó khô rồi nó úa rồi cái gì gì đó, mình sẽ quán cho tới cánh nó rã rụng rồi, nó từng cánh nó rã rụng rồi nó rã rời, nó tan nát vân vân, mình quán vậy. Hoặc là mình gieo một hạt mầm, cái mình ngồi mình coi nó nảy mầm, nảy mầm rồi nó đâm rễ rồi nó bắt đầu nó có lá rồi nó lên lớn có hoa, cái dần dần nó già rồi nó già nó chết. Thì theo hai chiều, theo hai chiều rõ ràng là chiều gì? Cái chiều sinh khởi để hoàn thiện thân tướng, và chiều suy thối để rã rời cái thân tướng, gọi là thành tựu quả không đối với tất cả các pháp. Thì khi một người quán vô thường phải quán được hai chiều này, chứ không có cái vụ mà vô thường cướp mất cha mẹ con, rất là con chiều à, con chiều từ nhỏ lớn là con được hồi mà con còn bú cho tới con chạy bộ, con chạy con đi chơi, con lớn lên 20-30 kg, con đánh lộn được sao không nói. Hồi đó ngon lành lắm mà sao không nói. Mà nếu không có vô thường lớn lên được không? Ví dụ vậy đó. Hoặc là đơn giản bây giờ chúng ta ngồi ở đây đi, cái là mình nghe giảng, cái là giảng hay quá, phơ quá, cái mình hả họng mình mình nhập sâu trong định, cái hồi giật mình thức dậy nghe cổ khô khô, nuốt nước miếng. Bây giờ mình nói hồi đang nghe, khi mà nước bọt nó vừa tới cái cổ họng mà nó không trôi, có nghĩa là nó dừng cái vô thường lại là sao? Là nuốt không xuống, bị mắc nghẹt, nghẹn. Cho nên nó phải vô thường là nó chạy từ trên thì xuống tới dưới, rồi nó vô thường tiếp, nó tiêu hóa để nó đi ra. Ví dụ vậy là một cái dòng vô thường của nó. Ví dụ là mình đem tâm mình để hướng về một cái sự việc, sự vật, hoặc là quán sát. Và khi quán sát thì dùng cái từ chính xác là chúng ta áp đặt theo cái thấy, cái hiểu vô thường của mình để mình gắn lên cái gì đó. Thì mình hiểu kiến thức vô thường bằng cái kiến thức của mình theo cái chiều mà, theo cái chiều sinh khởi cho tới hoàn thiện, và quán cho từ cái chiều hoàn thiện cho tới hư hoại, cho tới biến mất. Thì như vậy là chúng ta mới thấy hết một vòng vô thường. Khi chúng ta quán sát như vậy á, thì chúng ta chỉ hiểu thôi. Nhưng mà nếu như trong lúc thiền định quý vị nghe một tiếng chuông, hay là một tiếng kêu của con cóc, con nhái, hay là có con côn trùng gì đó mà quý vị gọi là cái gì, thấu thoát được vô thường mà không phải dùng tâm quán sát á, thì quý vị sẽ là người giải thoát ngay tại chỗ đó. Nó hay lắm, ngay lúc mà ngộ vô thường nó tuyệt vời lắm. Giống như mình nói cái lý như quyển đi, quán thì quán như quyển, nhưng mà tới hồi ngộ cái huyển á, ngộ cái huyển á thì mình mới thấy là nó tuyệt vời. Giống như trong kinh nói là tri quyển tức ly á, ngay khi ngộ là mình giải thoát tuyệt đối ở cõi này luôn. Thì cái vô thường nó cũng vậy. Thì cái khi mà mình chưa có gọi là chưa được ngộ, chưa có thâm nhập trong cái tuệ của vô thường á, chúng ta phải dùng nó là cái tuệ mới được. Tại vô thường nó là chân lý, vô thường nó là chân lý, nó là sự sống. Nếu ngang đây không vô thường là mọi cái dừng hết, đúng không? Quả đất ngừng quay. Và đơn giản thôi, bây giờ mình hít nó không có vô nữa thôi à, là xong một đời, đúng không? Hết vô, hết, hết vô thường của khí. Nhưng mà người ta nhìn thấy người này chết gọi là người này vô thường, đang sống chết gọi là vô thường. Chứ đâu có biết là từng sát na nhỏ nhiệm, cái khí nhúc nhích trong người vô thường, từng tế bào vô thường, rồi từng cái sự lưu thông của hồng huyết cầu vô thường, cái sống, cái chết, rồi cái động đậy, cái nhúc nhích nơi tâm, nơi cái sinh khởi nơi tâm của mình nó cũng là vô thường, cái chớp mắt nó cũng là vô thường. Gần như mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này là đang vô thường, không có lúc nào không vô thường, chứ không có nói tánh vô thường đâu, không có nói tánh vô thường. Cho nên quý vị muốn nghe kỹ bài này, hình như trong Bát Đại Nhân Giác cũng có nói, trong gì Tứ Pháp Ấn, Tam Pháp Ấn, tôi có nói rõ bài này. Nhưng vô thường là chân lý, vô thường là sự sống, chứ không phải vô thường là quả diệt. Ai biểu nhìn khúc cuối chi?
Chúng ta đang ở đây là đang vô thường. Nếu không có vô thường mình không sống. Và ngừng cái sự sống, ngừng sự sống thì cái thân này cũng tiếp tục vô thường. Tức là đất nó cũng sẽ là gì? Đầu tiên là hơi ấm của mình nó sẽ tiếp tục lưng lưu ở trong hư không này, đúng không? Rồi đó là mình mà không có hít cái khí này vào cơ thể mình thì cái khí trong hư không nó cũng tiếp tục lưng lưu. Rồi nước của cơ thể mà nó chảy ra thì nó cũng nhập thành những cái dòng chảy khác. Rồi đất, rồi cơ thể của mình nó cũng rã ra thành cái khoáng, rồi cái khoáng đó được cây khác hấp thu hay là cái gì đó, rồi trở lại luân lưu vô thường tiếp tục nữa. Thì chúng ta phải thấy được một cái dòng từ sinh cho tới diệt, rồi bắt đầu nó sinh lại nữa thì mới thấy hết vô thường nha. Hiểu không? Ví dụ bây giờ là mình xả nước ra, rồi là cây nó hấp thu, thì nó nuôi thân nó. Nuôi thân nó là nó luân lưu ở gì đúng không? Nó thành một cái sự sống mới rồi không? Cái mình cắt ngang cái cây đó, cắt ngang cái cây đó, cái mình ăn vào, rồi sự sống nó tiếp tục luân lưu. Cho nên là cái mình nhìn thấy giống như có cái này diệt, có cái kia sanh, chứ không phải nó là sự luân lưu của tứ đại, chứ nó không có sanh, không có diệt ở đây. Mà nhiều khi mình quán không tới, cái mình thấy cái thân này hoạt động coi như sống, cái thân này hết hoạt động coi như chết. Dạ, sự thưa không chết, tứ đại tiếp tục làm việc. Nó không phải là thân của mình mà nó sẽ là thân của vạn loại nữa kìa. Biết bao nhiêu con côn trùng nó ăn, biết bao nhiêu cây cỏ nó ăn, vân vân. Rồi không bao nhiêu cái lá cây nó hấp thu được cái khí từ người mình thải ra, đủ thứ hết. Tức là tứ đại luôn luôn rất là linh hoạt, linh động, linh thiêng luôn đó, chứ không phải linh động không, chứ không phải thân chết đâu. Không có chuyện chết ở đây. Mà mình chấp mình cho cái thân này là mình, thân là thiệt của mình, cho nên nằm xuôi cò không nhúc nhích cái nó chết à. Tại vì cái chấp của mình, cái nhìn của mình thôi. Đó thì gì gọi được, mới được gọi là cái quán sát á. Quán sát là dùng tâm để mình hướng về sự vật, để mình quán sát theo cái nhìn, cái hiểu của mình, để mình đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Nhiều khi nó không đạt nhưng mà mình tưởng nó tới rồi nữa. Giống như có người quán thành không, quán hồi cái là cái tưởng không của mình nó hiện ra. Tưởng không mình hiện ra cái mình thấy không có gì hết, cái mình tưởng mình thành tựu, nhưng mà phải đó mới thành tựu cái tưởng mình thôi. Nó có những cái pháp thiền mà dạy người ta là sau khi nhập định là tới cảnh thứ nhất là gặp người mặc áo xanh, rồi là tóc thì nó nửa trắng nửa đen gì đó, rồi râu cũng bạc bạc, rồi hãy nói câu gì. Cái là mình hành thiền, cái mình gặp cảnh giới đó thiệt, ông đó ông nói đúng câu của sư phụ mình dạy. Hiểu không? Cái là sư phụ công nhận con tới cảnh giới thứ nhất rồi. Rồi cảnh giới thứ hai là một khung trời rộng, đó là mây vậy, rồi gió vậy, rồi cái hoàn cảnh vậy, có người bye bye tới đó dạy con câu vậy. Cái là mình ngồi thiền, cái mình tưởng riết, cái mình được vậy, cái sư phụ công nhận mà được cảnh giới thứ hai. Cảnh giới thứ hai là gì? Mình tu tới hay là cái gì? Hồi đó tôi gặp mấy người đó, tôi hỏi là bây giờ anh nói thiệt anh tu tới đó hay là cái gì, anh trả lời tôi một câu đi rồi nói chuyện tiếp, còn không khỏi nói nữa. Anh nói tôi tu chứng đó chứ gì, sư phụ tôi dạy tới đâu tôi chứng tới đó. Tôi hỏi có thiệt là anh chứng không? Thiệt không? Tưởng tượng nó thành tựu. Hiểu không? Chứ không có gặp cha nào ngoài kia, cha này, cha tưởng này. Tại vì sư phụ cũng dạy cảnh giới đẹp cái mình thích. Và có một câu nghe nói cũng lý tưởng, lý gì đó chân lý, cái mình thích, cái mình quân, cái mình nhớ. Mà làm sư phụ cũng dạy tới đó, gặp mây đó, khói đó, gặp cha đó, rồi nói câu đó. Thì mình ngồi mình tưởng riết cái nó ra cái cảnh đó, nó xuất hiện cái người đó, nói cho mình nghe câu đó, cái mình tưởng mình chứng. Không phải, đó là thành tựu cái tưởng của mình. Chứng cái khỉ gì. Nhưng mà nhiều cái pháp thiền nó dạy kiểu đó lắm, nó chứng quá trời luôn, khắp thế giới luôn, chứ không phải một hai trường phái đâu nha. Thành tựu cái tưởng chứ không phải là dứt trưởng nha. Dứt tưởng là một chuyện khác, còn thành tựu tưởng là một chuyện khác. Mà thành tựu tưởng là luôn luôn có một vị thầy mớm ý cho mình tu tới đó, mình được cái đó, mình tới đó là mình sẽ gặp cái đó, mình là tới đó mình gặp cái gì, là những cái điều này là ông thầy đã sắp cho mình một cái con đường đi rồi. Cho nên mình tưởng tới đó được là thầy cho mình chứng, nhưng mà cuối cùng thầy trò chứng luôn hết những cái cảnh giới đó. Đi đâu về đâu không biết, nhưng mà chứng thì chứng quá trời luôn. Cho nên đối với các mình muốn nói vậy để chi, mình muốn nói tới cái tuệ của các bậc hiện tiền địa, tức là Bồ Tát lục địa này, là mọi thứ đều hiện rõ nha.
Hiện rõ giống như là mình đang nhìn mọi cái cảnh trước mắt mình vậy đó. Mình thì mình nhìn bằng cái gì? Cái căn mình thấy trần. Tất cả những hình sắc trước mắt đều được thấy. Nhưng các vị Bồ Tát thì không còn căn và trần nữa, mà cái tuệ giác nó làm hiển hiện tất cả mọi thứ, nó hiển hiện, hiển lộ như nó đang hiển lộ, nó không có khác. Cái hiển lộ nào nó cũng hiện nguyên cái đó. Thì như vậy là không có phải là quân quán nữa. Mà khi tất cả các pháp hiển lộ cũng không phải là mình nhận biết tất cả các pháp, thưa quý vị, đó là một điều khác hoàn toàn. Bây giờ ví dụ như mình lặng tâm mình hết đi, rồi đó là mình đang nhận rõ âm thanh, thì nó vẫn còn có rõ ràng là có mình đang nghe. Mình không có thoát khỏi cái này, mình chưa có thoát khỏi cái này, vẫn là âm thanh đang bị mình nghe, chứ mình chưa có ra được đâu. Chúng ta chưa có công phu để ra khỏi điều này. Nhưng khi mà chúng ta vượt qua căn và trần thì chúng ta nhận rõ cái động này ở trong không gian. Không phải là âm thanh qua màn nhĩ nữa, mà là khắp không gian này là cái sự rung động đó. Lúc đó quý vị không phải là nghe âm thanh đâu, không phải, tuyệt đối không phải, thưa quý vị. Chỉ cần chúng ta ra khỏi căn trần là chuyện này hoàn toàn không còn là căn và trần nữa. Không còn âm thanh bị mình nghe nữa, mà là một sự tỏ rõ, chỉ nhận biết thôi, mặc dù chưa hết cái ngã chấp nha. Lúc đó vẫn còn ngã nhận cái này, nhưng mà bây giờ là nó khắp, chứ không phải là một chỗ nữa. Đó giống như rõ rõ ràng là bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè, nếu lắng tâm nghe kỹ là cái loa bên đây mình cũng nghe, loa bên đây cũng nghe, đúng không? Và tất cả các loa phát ra âm thanh mình đều nghe được hết, ngay tại cái chỗ phát ra từng âm thanh đó đó. Thì mình tưởng mình vậy đó, hiểu không? Đó cũng vẫn còn kẹt trong cái tưởng là mình tưởng là mình nghe âm thanh đúng cái vị trí đó. Nhưng mà thật sự á, nếu mà đem cái máy đo hết nguyên cái không gian rộng lớn này thì cái rung động giống nhau. Ví dụ như nó là 50 kHz đi, 50 Hz đi, thì sẽ rung động nguyên một cái vùng trời này là 50 Hz đều nhau hết luôn. Một âm thanh phát ra nó không phải là lan tỏa mà là nó hiện khắp. Cái này là cái điều mà bắt đầu khó rồi đó. Mà thực sự là âm thanh đang hiện khắp. Và thật sự cái nhận biết mình cũng khắp. Cho nên khắp nơi có âm thanh là khắp nơi có sự nhận biết. Thì vậy là sự nhận biết ở ngay nơi âm thanh hiện đó, thì mình nghĩ là âm thanh chỉ hiện chỗ đó, mình nhận chỗ đó thôi. Nhưng mà thực sự không có đâu. Nếu mà mình ở chỗ khác, ở chỗ khác, thì mình cũng vẫn nhận được cái sóng âm. Nếu mình không có bị gọi là khu biệt, không bị kẹt trong cái thân căn này á, thì mình sẽ nhận âm thanh khắp nơi, khắp chốn, mặc dù phát ra chỉ có một điểm thôi. Chúng ta nhận khắp âm thanh trong vũ trụ này. Đây là điều rất là khó. Mà lần đầu tiên nó thì mình rất là ngỡ ngàng và không lý giải được. Mình không lý giải được tại sao mà nghe âm thanh cái rền trời từ đầu này tới đầu kia mình nghe. Và cũng có một âm thanh đó thôi. Mình nghĩ là cái ông nào cũng nói lớn ghê gớm lắm, để cho mình ở chỗ nào mình cũng nghe, nghe rần rần, nghe rần rần. Trong lúc mình đang thiền định mình nghe rần rần, nghe rần rần kỳ vậy ta. Rồi tới cuối cùng nghe tiếng của con dế nó cũng khắp hư không này như vậy. Ủa con dế nó kêu bình thường mà. Nếu mình trở lại bình thường á, thì mình lắng tai mình nghe là con dế nó kêu bình thường. Nhưng mình hơi bị bất thường là mình giọt ra khỏi cái thân này thì âm thanh nó lại khắp nơi. Còn mình trở lại bình thường thì quý vị mà vô ra định mà gọi là thông thạo á, muốn vô vô, muốn ra ra, muốn nhập nhập, muốn sức sức á, thì quý vị sẽ rất là bất ngờ khi mà bỗng dưng mình nghe cái tiếng cái phịch mà nó khắp nơi. Mình tưởng như là con voi nó dậm rung rinh đất vậy nha. Nhưng mà nhìn xung quanh thì con kiến nó đang bò. Ôi ghê vậy ta. Cái mình không tin nổi. Cái mình ra trở lại bình thường để mình nghe thì mình nghe không được. Cái lỗ tai mình không có đủ sức để nghe cái chân của con kiến đạp dưới đất đâu. Nhưng mà khi mình ra khỏi cái lỗ tai của mình để mình không còn kẹt trong thân căn, thì rầm một cái. Mà rầm một cái là không phải ngay cái chỗ nó nhịp xuống đất,
mà là khắp nơi tiếng ầm đó. Nói là nói huyền thoại hơi khó tin đúng không? Cho nên nó hoàn toàn khác biệt với cái thế gian và cái xuất thế nó khác. Còn trong si mê thì thế gian còn. Câu nói này hay ghê. Hết si mê là thế gian hết. Có nghĩa là khi mà mình ra khỏi cái si mê rồi thì mọi thứ đều hiển lộ như vậy đó. Tôi dùng từ là hiển lộ thì không phải hiển lộ một điểm, một nơi, một chốn, mà là mọi thứ đều hiển lộ một cách toàn triệt. Mọi thứ đều hiển lộ khắp cùng. Cho nên ai sanh ai, một âm thanh rất nhỏ mà nó, quý vị mà nếu mà bây giờ mà cho nhà khoa học nào đó phóng cái hỏa tiễn đi cách đây là 1.000 năm ánh sáng đi và bắt được cái sóng âm của mình, hiểu không? Như mình đang nói đây rung động khoảng dương 50 kHz đi, 50 Hz đi, thì là cái gì? Ở đó họ rà, họ bắt đúng cái sóng đó thì ở đó cũng nghe như quý vị đang ngồi nghe này. Và không phải nghe những phút giây hiện tại này đâu, mà 1 tỷ năm sau. Nếu quý vị bắt được cái 50 Hz này rồi quý vị cũng nghe y như là mình nghe bây giờ. Bởi vì mới nói là tất cả các pháp bất sanh bất diệt, chứ không phải là vô thường là sinh diệt. Không phải, không có hiểu hết cái chuyện đó. Ví dụ như 1 tỷ năm sau, 1 tỷ kiếp sau, người ta sử dụng được cái máy mà gọi là quay được cái bóng của mình á, ở một cái tầng, ví dụ như bây giờ là mình 1 tỷ kiếp sau mình là ai ở đâu đó, trong cái cõi nước nào đó, đúng không? Cái là văn minh khoa học nó rà lại mình, nó bắt được cái tầng sống của mình ở cái kiếp đó đó. Thì giữa mình vừa kiếp nói tiếp nó nói liền với nhau, y như là hồi mình coi phim cuộn là mỗi tấm hình, tấm hình, tấm hình, đúng không? Thì nó rà ngược lại tới bây giờ, tức là 1 tỷ kiếp sau bây giờ nó rà ngược lại tới đây. Cái là nó thấy quý vị đang ngồi đây để nghe. Còn nguyên cái hình dáng đó thưa quý vị. Đừng có nói thân tứ đại quải là mất, không có, đi khắp không gian này tất cả những hình sắc tiếp, cho nên chứng túc mạng thông là thấy rẹt là như vậy đó. Cái rẹt tất cả các phim, tất cả các tập phim, tất cả cái sinh hoạt hằng hà sa số kiếp đều gọi là còn nguyên trong không gian này. Điều này là cái điều hơi bị khó tin, tại vì khoa học không chứng minh được, tu đi rồi sẽ biết. Không có nói khoác đâu thưa quý vị. Đây là một cái sự thật, tất cả các pháp đều bất sanh bất diệt mà. Chuyện mình nói đây đừng có nói là mất. Đó bây giờ là cái gì? Cái điện thoại nó đã làm được rồi, đúng không? Cái tổng đài nó có thể thu quý vị tới 1 triệu cuộc gọi. Tổng đài mà càng nhiều, càng mà dữ dội chừng nào nó càng lưu cái cuộc gọi chừng đó. Và trên máy nó hiện ra ngày đó, tháng đó, năm đó, gọi bằng máy đó, nói bao nhiêu phút, nói lời nào, nếu cần mở lên cho mình nghe. Đó là vật chất thôi á. Nhưng mà sự thật trong không gian này nó cũng vậy à. Sự thật trong không gian cũng như vậy. Cho nên nếu mà ai mà chế được cái máy mà ngang đây mà bắt được cái sóng não của mình rồi á là thôi đi, xong rồi. Cuộc đời mình đừng có nói là mình giấu được cái chuyện gì. Và coi chừng công nghệ AI thời gian nữa nó làm được cái chuyện đó. Là nói thầy tại sao hồi đó thầy chửi tôi, nói tôi chửi mày nào cái nó mở máy phát lên đó, thấy chưa? Chết chắc luôn, không có nói dốc được đâu. Thì dần dần tất cả mọi cái đều là gì? Lên cái mặt phẳng. Cái thế hệ này là thế hệ của mặt phẳng, là tức là các pháp đã được hiển lộ ở một cái tầng nào đó rồi. Thì gọi là tất cả các pháp đang hiển lộ mà. Mọi thứ nó sẽ hiển hiện, nó lên mặt phẳng hết, không có giấu được cái gì, không có lấn phức đâu. Mọi cái nó sẽ hiện ra. Thì đó là tất cả chúng ta đừng có gọi là gì? Đừng có chấp thủ những cái hiểu biết cũ của mình. Chúng ta nên linh thông, thấy biết hiện tiền rồi thì cứ thấy biết tới cái hiện tiền, cứ thấy biết hiện tiền đi. Cái chuyện gì thấy rồi thì nó đã qua rồi. Ở đây mình không nói tới cái chuyện dụng tâm theo đạo kiểu gì nha, nhưng mà nếu chúng ta không phải là người chấp thủ và thực sự thì chúng ta cũng không chấp và không thủ được. Nhưng mình ngỡ là mình chấp thủ được,
Đó giống như bây giờ muốn mình giữ tiếng là mình phải thâu âm hay là quay phim mình mới giữ được âm thanh, chứ mình vừa nói là ở đây nó mất liền, đúng không? Mình không có thủ, mình không có giữ được. Nhưng mà bây giờ đó là nhìn với một góc độ nào đó thì mình vừa nói tiếng này nó mất, gọi là nó vô thường, nó mất. Nhưng mà không có, nếu mà nhìn bằng cái tuệ giác thì cái tiếng này nó đang hiện khắp ở không gian vũ trụ này. Thì hai cái tầng nó hoàn toàn khác nhau, ở cái tuệ và ở cái tâm thức. Cho nên nếu như chúng ta mà học cho nó gọi là đủ, nhất là học được hết cái bản kinh Hoa Nghiêm này, thì những cái chuyện mà liên quan tới mọi cái sinh diệt trong pháp giới này là mình có thể có được một chút nhận thức khác đi trước kia rất là nhiều. Đó, vượt thoát hay là ở đây thì mình sẽ rất là rõ. Thật ra sau này mà mình có cái duyên mà phải đi cầu học ở các nơi, mình sẽ nghe những cái cách lý luận về chuyên sâu, về cảnh giới tu chứng tới đâu thì chúng ta sẽ rõ. Giống như mà tôi nghĩ là không cần quý vị chứng gì ghê gớm lắm đâu, nghe hết Hoa Nghiêm từ đầu tới cuối đi, rồi bắt đầu chúng ta sẽ đọc lại cái thiền sử sẽ thấy mấy thiền sư ngộ như thế nào, và mình sẽ gọi là biện biệt rõ con đường đi lối về của mình sau khi mà chúng ta học hết được cái bộ kinh này. Rõ lắm, nó không có thiếu cái gì trên cái lộ trình giác ngộ giải thoát của mình hết. Và bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. À, chiều sẽ học tiếp. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thế Phật Đạo.